Vương Phi đa tài đa nghệ, Hạ Thương Mai. Chương 391, tuyệt lộ phùng sinh. Hoàng hậu lập tức ngẩng đầu lên, sắc mặt tức giận, người nói dối, bản cung đã đến phủ của Lương Vương, tình hình của y đã ổn định. Thái phó lạnh lùng nói, là tạm thời ổn định, nhưng mà, có thể sống tiếp được hay không, còn phải xem sau này nữa. Hoàng hậu lắc đầu, phụ thân sao phải nguyền rủa y như vậy? Y cũng là cháu ngoại của ngươi mà. Thái phó nghiêm giọng nói, vi phụ không nguyền rủa y, nếu người không tin, thì có thể xuất cung kiểm tra, y đúng là cháu ngoại của ta, nhưng y chỉ nghĩ cho người ngoài không nghĩ cho người nhà, cho dù y có được phong làm thái tử, cũng chỉ thân cận với Mộ Dung Khanh, kẻ phản bội như vậy, ta tuyệt đối không thể để y ngôi lên ngôi vị thái tử. Hoàng hậu buồn bã bật cười, vậy sao? Cho dù y có thân cận với Mộ Dung Khanh, nhưng bản cung vẫn là mẫu hậu của y, ngươi vẫn là ngoại công của y, chỉ cần ngươi một lòng một dạ giúp đỡ y sẽ không làm gì ngươi cả. Thái tử ngừng khóc, không vui nói, ý của mẫu hậu là, nhi thần bị phế, xác lập phế nhân Lương Vương kia làm thái hậu người mới vui sao? Nếu mẫu hậu thật sự nghĩ như vậy, thì hãy nói ra ở sảnh nghị sự, cũng không cần thay nhi thần nhận tội hại người mất đi thân phận hoàng hậu này. Hoàng hậu bật cười một cách kỳ quái, thái tử, đây là lời thật lòng của ngươi sao? Thái tử ngơ ra, thấy sắc mặt kỳ lạ của bà, trong lòng cũng có chút chán ghét, dù thế nào bây giờ ngôi vị thái tử của hắn cũng được giữ lại, hắn cũng không còn gì phải kiêng kỵ nữa, có phải lời thật lòng hay không thì cũng sao chứ? Dù sao bây giờ trong lòng người cũng chỉ có tên phế nhân kia, nếu thật sự sợ y chết, thì đến trước giường y mà canh giữ đi. Hoàng hậu nhìn hắn, y là hoàng huynh của ngươi. Sao ngươi có thể đối xử với y như vậy? Không phải học theo mẫu hậu hay sao? Bản cung là thái tử, y nên nhường ta mọi chuyện, nếu không phải mẫu hậu thiên vị y, bản cung cũng không đến mức nhắm vào y như vậy. Thái tử lạnh lùng nói. Hoàng hậu chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng nói, mẫu hậu sai rồi, vết thương còn đau không? Thái tử thấy bà đột nhiên thay đổi thái độ, rất hài lòng, hắn nói, đương nhiên đau, tuy nói chỉ là vết thương nhẹ. Nhưng tốt xấu gì cũng bị đâm hơn 30 nhát, bản vương sẽ không bỏ qua cho phế nhân đó đâu, cho dù y có thể sống tiếp, bản vương cũng phải khiến y sống không bằng chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hoàng hậu gật đầu, ừ, được. Đáy mắt bà hiện lên một tia lạnh lẽo, bà giơ tay lên, dùng hết sức lực của mình tát thật mạnh lên mặt thái tử, đánh khiến thái tử ngã xuống đất, vẫn chưa kịp phản ứng lại, hoàng hậu lại giẫm chân lên mặt hắn, cái giẫm chân này vô cùng tàn độc. Khiến thái tử choáng váng đầu óc. Hắn tỉnh táo lại, tức giận nói, người điên rồi. Hoàng hậu chỉnh lại đầu tóc, thu lại dáng vẻ ác độc ban nãy, ngồi trở về ghế, không để ý đến thái tử, mà nhìn thái phó, giọng nói lạnh lùng, đưa nó đi, tốt nhất là bảo nó thu liễm lại một chút, nếu không, bản cung sẽ giết chết nó. Thái phó lắc đầu, thất vọng nói, chút giày vò này mà người cũng không chịu được, ngày sau sao có thể thành đại sự. Cút, đáy mắt hoàng hậu hiện lên sự căm hận, nghiến răng nói ra một chữ. Thái phó chỉ có thể đỡ thái tử dậy, hận rèn sắt không thành thép nói, được, nếu đã như vậy, Lương Tân tự lo liệu đi. Hoàng hậu lạnh lùng nói, thái phó, trong vòng nửa năm, bản cung muốn từ vị trí Lương Tân trở về làm hoàng hậu, nếu ngươi không làm được, bản cung sẽ kéo cả Lương ra cùng chết. Thái phó ngơ ra, sắc mặt lập tức tối đi, người có ý gì? Bản cung giúp Lương ra bao nhiêu năm như vậy? Nhờ có bản cung làm hoàng hậu Lương gia mới có được thế lực như ngày hôm nay, đã đến lúc bản cung đòi hỏi một chút lợi ích từ Lương gia rồi. Sắc mặt hoàng hậu vô cảm nói. Người thật sự điên rồi sao? Lương thái phó lập tức nổi cơn giận. Hoàng hậu ác độc cười, đúng là điên rồi, vậy nên, thái phó đừng trêu chọc một nữ nhân bị điên, nhất là, những chuyện mà Lương gia làm bao nhiêu năm nay, bản cung đều biết rất rõ ràng, thái phó muốn làm gì, bản cung cũng biết rõ, đi đi. Bản cung tuy không còn là hoàng hậu nữa, nhưng vẫn là mẹ ruột của thái tử và Lương Vương, ngươi không thể làm gì bản cung, nhưng bản cung lại có thể lôi cả Lương ra xuống địa ngục. Thái phó biết được lời bà nói là thật, ông ta nhìn hoàng hậu, ánh mắt liên tục thay đổi, cuối cùng, ông ta mềm xuống, đều là người một nhà, nói những lời này sẽ làm tổn thương tình cảm, yên tâm, phụ thân nhất định sẽ dốc hết sức giúp con. Hoàng hậu cũng nhìn ông ta, được, vậy nữ nhi sẽ đợi phụ thân. Thái phó dìu thái tử phế tài quay người rời đi, sau khi hai người đi, cung nữ vào điện, đang định nói gì đó, hoàng hậu đột nhiên lên cơn giận, cút ra ngoài. Cung nữ sợ hãi, vội lui ra đóng cửa điện lại. Bên ngoài điện, có vài cung nữ, thái giám nghe thấy tiếng khóc tê tâm liệt phế của hoàng hậu.
Nhóm người Thương Mai đang ở phủ của Lương Vương đợi Mộ Dung Khanh trở về, tin tức trong cung đã truyền ra ngoài, Hoàng Thái Hậu hạ chỉ phế hậu, tin tức này là do Tống Đoan Dương và Ý Nhi trở về nói. Tin tức này đương nhiên cũng đáng mừng, ít nhất, có thể thở phào một hơi cho Lương Vương. Nhưng mà, quả thực mọi người cũng không vui mừng được, vì sừng huyết Linh Dương đã mất rồi. Hơn nữa, tuy Lương Vương đã hạ sốt, nhưng vẫn chưa qua thời gian nguy hiểm, mọi người vẫn trong trạng thái ngàn cân treo sợi tóc, chỉ sợ điều gì đó sẽ xảy ra. Sau khi Ý Nhi trở về bèn vào để ở cùng hắn, nàng vui vẻ nói với Lương Vương, nàng nhìn thấy Hoàng Thái Hậu rồi. Lương Vương đã tỉnh lại, chỉ là thần trí còn có chút chưa thanh tỉnh, nhưng hắn thích nghe Ý Nhi nói chuyện, cũng thích nhìn nàng, vì vậy vẫn luôn chống đỡ tinh thần để nói chuyện với nàng. Lưu Nguyệt ngồi ở trước hành lang, nghe Thương Mai và Trần Loan Loan nói chuyện, lúc nghe thấy sừng huyết Linh Dương, bà ta cúi đầu xuống, rất ảo não, nếu bà ta đưa sừng huyết Linh Dương cho Thương Mai từ sớm, cũng không đến mức sẽ liên lụy đến mạng của trưởng công chúa. Tống Đoan Dương ngồi bên cạnh, nghĩ gì vậy? Nghĩ đến sừng huyết Linh Dương bị trộm, Lưu Nguyệt ủ rũ nói. Cũng không lấy lại được, nghĩ nhiều cũng vô ích, Tống Đoan Dương an ủi. Lưu Nguyệt quay sang nhìn hắn, trước kia ta không biết thứ đồ này lại quý giá như vậy, nếu không đã không trộm của ngươi rồi. Sao ngươi lại phải trộm? Tống Đoan Dương rất tò mò, lúc đó khi bà ta hoàn thành chính sự xong, đã cướp mất sừng huyết Linh Dương. Bởi vì nhìn không đáng tiên, ta nghĩ tùy tiện đem chút đồ đi, xem như là giữ cho bản thân một chữ để nhung nhớ. Giữ nhung nhớ gì chứ? Ngươi còn sẽ nhung nhớ sao? Nhung nhớ thì ngươi đã không chạy rồi. Ánh mắt Tống Đoan Dương đầy sinh động. Lưu Nguyệt buồn bã nói, lúc đó là nghĩ như vậy đó, ai biết được sao lại nghĩ như vậy chứ? Bà ta nhìn sang, thấy Thương Mai và Loan Loan đều đang buồn bã, bà ta khẽ thở dài, nếu như ban đầu không phải bị ta trộm mất một cái, vậy thì cho dù bị trộm một cái thì vẫn còn một cái nữa, đều trách ta thích cờ bạc. Tống Đoan Dương đột nhiên đỡ lấy bả vai bà ta, người bị trộm một cái. Đúng, cái còn lại đã bị thua mất từ năm ngoái rồi. Lưu Nguyệt nói. Thương Mai và Loan Loan nghe thấy lời này, vội đi qua, thua ai? Đại phu của Trung Sinh Đường, ta nợ ông ta 10 lạng bạc, bèn dùng một chiếc sừng huyết Linh Dương để trả nợ. Đồ ngốc này, Thương Mai không kìm được mà trách móc, bà có biết sừng huyết Linh Dương đáng giá bao nhiêu tiền không? 10 lượng bạc mà ngươi cũng bán. Bây giờ ta biết rồi, Hoàng đế nói đáng giá 1000 lượng hoàng kim. Lưu Nguyệt buồn bã nói, bà thật sự bán lỗ rồi, nhưng ai bảo bà thua bạc làm chi chứ? Tô Thanh, Thương Mai hét lên. Có đây, Tô Thanh vội chạy đến, trong tay cầm một nắm thuốc, sao thế? Người mau chóng đi một chuyến đến Trung Sinh Đường, tìm một người. Thương Mai nhìn Lưu Nguyệt, đại phu tên gì nhỉ? Viên Quốc Trụ, Lưu Nguyệt vội nói, nhưng người không cần tìm, Trung Sinh Đường này không mở nữa, viên đại phu cũng không biết đã đi đâu rồi, nếu như ông ta ở Kinh Thành, nhìn thấy Hoàng đế, còn không vội mang sừng huyết Linh Dương đến đổi sao? Thương Mai nhìn Tô Thanh, dùng hết mọi cách có thể, buộc phải tìm được viên quốc trụ này. Tất nhiên rồi, Tô Thanh ném thuốc đi, vội vã chạy ra ngoài. Chương 392, cô phải ghen. Sau khi Mộ Dung Khanh xuất cung, nghe thấy tin tốt mà Thương Mai nói, cũng trở nên vui mừng, hai người đều không thảo luận chuyện trong cung, chỉ quan tâm chuyện trước mắt. Trước mắt chỉ cần tìm được viên đại phu, Tráng Tráng sẽ có hy vọng. Lưu Nguyệt nhìn mọi người bận rộn, trong lòng cũng thấp thỏm. Bà ta cảm thấy bản thân nói ra viên đại phu đã cho bọn họ hy vọng, cuối cùng nếu như không tìm được viên đại phu, vậy thì khó chịu biết chừng nào chứ. Nhưng bà ta cũng không thể ở lại Lương Vương Phủ, mà bị Tống Đoan Dương đưa đi, Tống Đoan Dương nói phải đưa bà ta về trạm dịch ở tạm. Tiêu Thác muốn níu kéo, nhưng lại bị Tống Đoan Dương trừng mắt, hắn lập tức ngậm miệng lại, rồi mới nuốt ngụm nước miếng, đi thong thả. Trần Loan Loan thấy mọi người đều yên tĩnh, bèn nói với Thương Mai. Nếu công chúa có thể được cứu sống, vậy ta cũng có chuyện cần tuyên bố. Thương Mai nhìn nàng, người cần tuyên bố chuyện gì? Lô Na Loan hít sâu một hơi, sắc mặt ửng hồng, lại không thể che giấu sự vui mừng trên mặt, Tiêu Thác muốn thành thân với ta. Thương Mai nhàn nhạt nhìn Tiêu Thác, bọn ta biết rồi. Loan Loan ngơ ra, biết rồi. Sao mọi người lại biết được? Tiêu Thác nói đó, Thương Mai nói. Loan Loan nhìn Tiêu Thác, người nói từ lúc nào vậy? Lúc chúng ta đến chưa bao lâu ta đã nói rồi, thông báo cho từng người một rồi. Tiêu Thác nói. Loan Loan nghiến răng nói, sao ngươi lại thông báo như vậy với mọi người? Không thể đợi lúc mọi người cùng tập trung lại rồi hãy công khai sao? Có khác nhau sao?
Tiêu Thác không hiểu nhìn nàng, thấy dáng vẻ hung dữ của nàng, hắn nhíu mày, nàng làm sao vậy? Vẻ mặt gì đây, muốn ăn ta à? Loan Loan tức giận, không phải ta đang hung dữ với chàng, chỉ là ta cảm thấy, chuyện lớn như vậy, chúng ta nên tìm một cơ hội công khai, chứ không phải là gặp ai thì nói với người đó. Có khác nhau sao? Tiêu Thác vẫn hỏi lại câu đó, nữ nhân đúng là lắm chuyện thật. Loan Loan nghĩ một lúc, quả thực cũng không có gì khác, dù sao mọi người đều vui mừng cho nàng, nhưng mà, nàng vẫn cảm thấy chuyện này cần hai người ở chung với nhau, sắc mặt ngại ngùng công bố với mọi người, sau đó nhận được sự chúc phúc của mọi người. Tiêu Thác, sau này chàng có thể biết lãng mạn hơn một chút không? Loan Loan hỏi. Tiêu Thác kêu lên một tiếng, lập tức giận dữ nói, còn chưa qua cửa mà đã kén đông kén tây rồi. Còn chê nữa là ta sẽ lập tức đến nhà nàng mang dừa về đấy. Loan Loan lập tức bật cười, không phải đang đùa sao? Lấy dừa gì chứ, thật là, đồ đã vào nhà chúng ta rồi, chúng ta sẽ không trả lại đâu, đồ đã ra khỏi nhà, nhà chúng ta cũng không nhận trả lại đâu. Thương Mai nghe thấy dừa, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Thác, đó là dừa cầu hôn của Lương Vương cho Ý Nhi, ngươi trộm đi rồi. Tiêu Thác khẽ kêu một tiếng, ngại ngùng nói, việc này chủ yếu là tối muộn rồi không tìm thấy dừa, thấy kiểu gì cũng lãng phí rồi, bèn mượn dùng một chút, ngày mai ta sẽ mua trả huynh ấy 4 quả. Sao còn phải mang dừa? Trường hợp này chắc không thể nào mang dừa đi trước đó được chứ? Nghiêm Vinh bước đến, khó hiểu nói chen vào. Loan Loan lập tức trở nên cảnh giác, chàng nói với mọi người như nào vậy? Tiêu Thác thay đổi sắc mặt, giọng nói rõ ràng có chút yếu thế, thì nói thật thôi, sự thật như nào thì nói như thế. Vậy sự thật mà chàng nói với mọi người là cái gì? Lúc này Loan Loan nhướng mày lên. Mọi người nhìn Tiêu Thác, không nói gì, xem ra, sự thật mà Tiêu Thác nói không phải là sự thật. Thương Mai, tỷ nói đi. Loan Loan quay sang hỏi Thương Mai. Thương Mai xua tay, ta quên rồi. Nghiêm Vinh nói đi. Nghiêm Vinh cũng lắc đầu, ta cũng quên rồi. Loan Loan dậm chân, quay sang nhìn Mộ Dung Khanh, mở miệng ra nhưng không hỏi, lại tìm người khác để hỏi. Nhưng Mộ Dung Khanh đã định nói rồi, không ngờ Loan Loan lại quay hẳn đi tìm người khác, hắn nghi ngờ hỏi Thương Mai, sao nàng ấy lại không hỏi bản vương. Thương Mai bật cười, nàng ấy cảm thấy cái nút hồ lô như người sẽ không nói. Mộ Dung Khanh không vui nói, bản vương còn định nói với nàng ấy nữa đó. Loan Loan nghe thấy lời này, vội quay sang hỏi hắn, vậy vương gia nói ta nghe, chàng nói thế nào? Mộ Dung Khanh lại làm kiêu, không nói. Loan Loan tức giận dậm chân, đang định lên cơn giận với Tiêu Thác, trong góc lại truyền đến một âm thanh yếu ớt, hắn nói ngươi cầu xin hắn cưới ngươi. Mọi người nhìn qua, lại thấy Đao Lão Đại đang trốn ở một góc ngồi ăn, lấy tay áo lau dầu mỡ trên miệng. Gương mặt sáng bóng dầu mỡ. Tiêu Thác, Loan Loan hét lên như sư tử Hà Đông, giọng hét cao vút. Tiêu Thác lập tức biến mất nhanh như ánh sáng. Loan Loan căn răng, vì chân bị thương nên không thể đuổi theo, chỉ có thể đen mặt giải thích với từng người, không phải như vậy đâu, là chàng đi câu hôn, nửa đêm rồi mang dừa và rượu đến phủ ta cầu hôn, thật đó, ta không nói dối đâu. Tin ta đi, là thật đó, ta không quỳ xuống cầu chàng đâu, ta vẫn cần mặt mũi lắm. Được rồi, cho dù ta có không cần mặt mũi, ta cũng sẽ không làm như vậy, nếu chàng không muốn cưới ta, ta câu chàng thì có tác dụng gì chứ? Loan Loan, bọn ta tin ngươi, Thương Mai nói. Không, chắc chắn mọi người không tin ta, vẫn luôn là ta quấn lấy chàng, chắc chắn mọi người sẽ tin lời chàng nói. Không, không cần giải thích, ta biết mọi người đều không tin ta. Loan Loan ngồi trên bậc thêm, rõ ràng có chút cô đơn, tuy nàng đã được như ý nguyện. Nhưng lại không giống với những gì mà nàng nghĩ, nàng tưởng rằng Tiêu Thác thật lòng muốn cưới nàng, nhất định là hắn không thật lòng muốn cưới nàng, nếu không, sao hắn lại không muốn nói với mọi người là hắn câu hôn chứ? Loan Loan, Thương Mai ngồi xuống, ngươi nói ta nghe, ngươi thật lòng muốn gả cho Tiêu Thác sao? Loan Loan nhìn cô, gật đầu, ta rất muốn gả cho chàng. Con người y, bản tính đã vậy rồi, thật ra mọi người đều biết ngươi không thể quỳ xuống cầu xin y được. Y nói như vậy là vì y cảm thấy mất mặt, không phải vì cưới ngươi mà cảm thấy mất mặt, mà là trước kia y luôn nói với bọn ta là sẽ không cưới ngươi, cũng sẽ không thích ngươi, đột nhiên y lại đi cầu hôn, y cảm thấy không còn mặt mũi nữa, nên mới nghĩ ra cái lý do ngốc nghếch này để giải thích với mọi người. Thật sao? Loan Loan nghi ngờ nhìn Thương Mai, là như vậy sao? Thật đó, ta đảm bảo. Thương Mai an ủi. Loan Loan nghĩ một lúc, ta đi hỏi chàng. Đi đi, Thương Mai vỗ vai nàng. Loan Loan đứng dậy,
đưa nha hoàn rời ởi. Mộ Dung Khanh ngồi xuống, ho một tiếng, đúng rồi, có chuyện này nàng cần chuẩn bị tâm lý. Chuyện gì? Thương Mai thấy sắc mặt hắn có chút kỳ lạ, người có chuyện gì giấu ta sao? Mẫu hậu nói, Mộ Dung Khanh lại ho tiếng nữa, cái cổ dài dài kia rõ ràng là có chút không tự nhiên, mẫu hậu nói, có thể sẽ tìm Trắc Phi gì đó cho bản vương. Không phải người đã có Trắc Phi rồi sao? Có, nhưng người nói không chê nhiều. Mộ Dung Khanh lại ho tiếp, ánh mắt bắt đầu lảng tránh. Ừm, người đồng ý rồi sao? Giọng nói của Thương Mai có chút lạnh lẽo. Mộ Dung Khanh lắc đầu, chắc chắn bản vương không thể đồng ý rồi vậy nên, người nói phải hỏi nàng. Nếu người không muốn cưới thì cứ từ chối là được rồi. Thương Mai nói. Mộ Dung Khanh im lặng một lúc, bản vương hy vọng nàng đi từ chối. Tại sao chứ? Thương Mai lên cao giọng. Mộ Dung Khanh lại im lặng một lúc, bởi vì, đây là chuyện nàng nên làm, chỉ cần bản vương không thích, chức trách của nàng là phải để lộ ra bản tính dương nanh múa vuốt của nàng. Thật ra hắn hy vọng là do đích thân cô nói thích hắn, sau đó không cho phép bất cứ nữ tử nào tiếp cận. Cô phải ghen. Chương 393, hậu cung phải thế nào? Thương Mai nhìn hắn, cẩn thận thăm dò cảm xúc được hắn che giấu kỹ càng, sau đó, cô khẽ mỉm cười, người không muốn cưới Trắc Phi, đúng không? Nếu người không muốn cưới, ta có thể thay người đi từ chối. Mộ Dung Khanh có chút tức giận, không phải vấn đề bản vương có muốn cưới hay không, mà nàng có hy vọng bản vương cưới hay không, nếu nàng không thích, thì nàng tự đi nói với mẫu hậu đi. Ta sao cũng được, Thương Mai đã nhìn thấu tâm tư hắn, nhún nhún vai, người thích là được. Mộ Dung Khanh hừ một tiếng, đứng dậy rồi lại hờn dỗi ngồi xuống. Thương Mai chống cằm, tâm sự trùng trùng thở dài một hơi. Lo lắng cho A Toàn, Mộ Dung Khanh hỏi. Lo lắng cho hắn, cũng lo lắng cho Tráng Tráng, càng lo lắng cho thế cục hiện nay hơn. Mộ Dung Khanh không nói gì, phế hậu chỉ là bước đầu tiên, trước tiên thì sợ hãi phía bên Thái Phó, sau lại chuyên tâm ứng phó chuyện Nam Hoài Vương hồi kinh. Hắn nói, sau khi phế hậu, trong cung sẽ có một thời gian ngắn lộn xộn, bản vương đã đề nghị cất nhắc Mai Phi, thỉnh thoảng nàng có thể vào cung để nói chuyện với bà ta. Mai Phi. Thương Mai khẽ ngơ ra, người lại cất nhắc Mai Phi sao? Bà ta là người thích hợp nhất, nàng đừng nhớ đến chuyện trước kia bà ta từng giúp lão phu nhân. Hơn nữa chuyện của Hạ Lâm không liên quan quá nhiều đến bà ta. Ta biết, là Hạ Hòe Quân làm, Thương Mai cũng không trách Mai Phi quá nhiều, lúc đó Mai Phi chỉ muốn tự bảo vệ bản thân, cũng muốn tìm một con đường sống cho Tam Hoàng tử, nhất thời mê mang, sau đó bà ta ngã xuống, lão phu nhân và Hạ Hòe Quân cũng không giúp bà ta. Bà ta chắc cũng đã nhận đủ sự dạy dỗ rồi. Quả thực, Mai Phi là sự lựa chọn thích hợp nhất, thế lực nhà ngoại không mạnh lại vì chuyện của lão phi nhân mà bị áp chế, biết cách thu liêm. Thương Mai nhìn Mộ Dung Khanh, trong lòng người thật sự đang có tính toán gì? Người phế hậu, có nghĩa là muốn kéo thái tử xuống, người tập trung vào Lương Vương. Mộ Dung Khanh lắc đầu, Lương Vương sẽ không tranh đoạt vị trí thái tử này. Nhưng người làm nhiều như vậy không phải là để nâng đỡ y lên sao? Diệt trừ tiếng ác cho y, xây dựng mối quan hệ cho y, tạo danh tiếng tốt cho y, nhìn sao thì cũng giống muốn để hắn làm hoàng đế. Mộ Dung Khanh không lên tiếng, chỉ nhìn cô. Thương Mai nghĩ một lúc, người muốn hắn làm lá chắn, hoặc là rèm che mắt. Người muốn khiến tất cả mọi người đều tưởng rằng người muốn nâng đỡ y làm thái tử. Mộ Dung Khanh vẫn im lặng, đồng nghĩa với việc không phủ nhận. Thương Mai có chút tức giận, người khiến tiêu điểm của mọi người đều tập trung hết về phía hắn. Sẽ hại chết hắn đó. Hắn là tử tôn của Mộ Dung gia, về lý y nên gánh vác những điều này, hơn nữa, tự y cũng muốn làm như vậy, trước kia y chỉ là một kẻ yếu đuối mà thôi. Người hỏi qua y chưa? Thương Mai hỏi. Sự giao tiếp giữa nam nhân, có những lúc không cần ngôn ngữ, một ánh mắt là đủ rồi. Thương Mai trừng mắt nhìn hắn, người đúng là lão hồ ly. Ngừng một lúc, cô lại nói, nhưng mà, người cất nhắc Mai Phi. Đám phi tần hậu cung kia cũng sẽ cố gắng hết sức để áp chế chứ. Tâm tư của người e là chưa chắc đã giấu được Lương Thái Phó và Quý Thái Phi. Vì vậy, Mai Phi chỉ phụ tá việc hậu cung, vẫn phải tìm một người nữa xử lý cùng bà ta. Ai? Thương Mai hỏi. Mộ Dung Khanh nhìn cô, nàng thấy Nghỉ Phi thế nào? Thương Mai nghĩ một lúc, không tệ. Mộ Dung Khanh cười, bản vương biết ngay nàng sẽ chọn Nghỉ Phi. Không phải Nghỉ Phi thì còn là ai khác được nữa. Nghi Phi âm hiểm giảo hoạt vẫn luôn trốn trong bóng tối, đã đến lúc đưa bà ta ra ánh sáng, đón nhận ánh mắt tôn kính của mọi người rồi.
Một người, nếu đang giữ vị trí quan trọng, chắc chắn sẽ có người nhìn chằm chằm vào, nghỉ phi và người gì đó qua lại, mỗi ngày làm những gì, ăn những gì, đi nhà xí bao nhiêu lần, đều sẽ có người dõi theo. Hơn nữa, tuy nói quan hệ giữa Nghi Phi và Mai Phi trước kia khá tốt, nhưng trong lòng Nghi Phi vẫn bất mãn với Mai Phi cũng có chút phòng bị với Nghi Phi, hơn nữa nhà ngoại Nghi Phi hiển hách, Mai Phi lại nắm được điểm yếu của bà ta, quan hệ của hai người không thể nào thật lòng được. Thương Mai thấy Mộ Dung Khanh vẫn đang cười, lại còn cười vô cùng xấu xa, bèn hỏi, người còn tính toán gì khác sao? Nàng không cảm thấy, cần phải thêm một người nữa vào mới vui sao? Mộ Dung Khanh xấu xa nói. Thương Mai không vui nói, ta sao? Nhiếp chính phi như nàng, giúp mẫu hậu phân ưu, không phải việc bình thường sao? Đương nhiên, nàng chỉ có thể đứng về phái mẫu hậu, trung lập thôi. Thương Mai khẽ thở dài, ta là ngoại phi, sao có thể can thiệp vào chuyện hậu cung được chứ? Thế nên, chỉ bảo nàng giúp mẫu hậu quản lý sổ sách hậu cung rất loạn, nội phủ bấm báo nói, mấy năm nay, chỉ tiêu trong cung lên tới 80 vạn lượng bạc, đây chỉ là chi phí trong cung thôi. Thương Mai có chút kinh ngạc, 80 vạn lượng bạc. Không thể nào. Lúc nàng gả vào vương phủ, nhìn số sách trong vương phủ, chỉ tiêu mỗi năm chỉ khoảng 3.000 lượng, đương nhiên không thể so sánh trong cung với vương phủ, trước hết là lượng người không thể so được, trên dưới vương phủ chỉ có 58 người, nhưng 3.000 lượng chi tiêu trong một năm cho vương phủ, sống qua ngày xem như cũng rất ổn rồi, trong cung làm thế nào mà tiêu hết những 80 vạn lượng vậy? Hơn nữa, cô nhớ trong lịch sử, đế vương hào hoa nhất triều Minh một năm chỉ dùng hết khoảng 90 vạn lượng, đến triều Thanh, Khang Hy khống chế chỉ tiêu, một năm chỉ tiêu khoảng 10 vạn lượng. Đúng vậy, lúc hoàng thượng còn khỏe mạnh đã từng nhắc qua, nói trong cung chỉ tiêu quá nhiều, nên khống chế một chút. Chi tiêu năm nay vẫn chưa thống kê ra, nhưng cuối năm chắc chắn sẽ phải thống kê một lần, bản vương muốn nàng quản lý chỗ sổ sách này, khống chế chi tiêu, ngân lượng còn thừa ra, thêm vào phân bổ làm lương thực. Cuối năm làm cẩm y và thêm bữa phụ cho các tướng sĩ, còn dư nữa thì phát thêm một tháng quân lương. Thương Mai gật đầu, trong lòng lại có chút nặng nề. Cô biết, nhưng phàm khi triều đình coi trọng quân sĩ cũng có nghĩa là có thể xảy ra, tiết kiệm y phục, lương thực như bây giờ chắc là cũng vì để chuẩn bị cho điều này, là Bắc Mạc phương Bắc hay Man Di phương Nam đây. Được, ta biết rồi. Việc tìm kiếm sừng huyết linh dương vẫn chưa có tung tích, phía bên Tráng Tráng chỉ còn lại 3 ngày nữa. Mọi người đều sốt ruột như cá nằm trên thớt, nhưng không có cách nào khác. Đúng lúc này, nhiều vị đại nhân trong cung bắt đầu tiến cử phò mã. Ngày đó sau khi Tôn Sán vào cung cầu kiến hoàng hậu, quỳ xuống nói hắn đã thích công chúa từ lâu, bây giờ hắn không quan tâm đến việc liệu công chúa có chết hay không, chỉ muốn cưới nàng qua cửa làm thê tử trước khi nàng chết mà thôi. Hoàng Thái Hậu quát mắng hắn, nhưng hắn sống chết không chịu rời đi. Nếu không có ai đến cầu thân, Hoàng Thái Hậu có lẽ sẽ suy nghĩ đến việc hứa hôn công chúa cho hắn, nhưng mà, bây giờ đã có mấy vị đại thần đến trước để tiến cử tài tuấn rồi, sao Hoàng Thái Hậu có thể để đứa cháu ngoại vô dụng này vào mắt được chứ? Vì vậy, lúc Quý Thái Phi vào cung, Hoàng Thái Hậu đã tức giận nói chuyện Tôn Sán đến câu thân ra, giận dữ nói, nó chỉ nhằm vào gia tài của Tráng Tráng, cả đời này nó chẳng làm được tích sự gì, giống hệt phụ thân nó, nếu không có tỉ muội chúng ta, Tôn gia đã sụp đổ từ lâu rồi. Quý Thái Phi mỉm cười an ủi, tỷ tỷ tức giận gì chứ? Nó sao thì kệ nó, chẳng lẽ còn thật sự định gả công chúa cho nó sao? Nếu hắn có chút tích sự, điều này cũng không phải không thể, tốt xấu gì cưới được Tráng Tráng, nó cũng là phò mã rồi, cũng xem như là nhà chúng ta làm được chút chuyện, nhưng ai ra nghĩ đến những chuyện mà nó làm là lại thấy tức giận. Được rồi, không nói nó nữa, có người hợp ý rồi chứ? Quý Thái Phi hỏi. Hoàng Thái Hậu lập tức cảnh giác, ngươi cũng muốn tiến cử. Quý Thái Phi cười, ta cũng không qua lại với đám hậu sinh, sao có thể biết được tài tuấn nào chứ? Chỉ muốn giúp tỷ xem xét thôi. Chương 394, đi gặp Hàn Thanh Thu. Hoàng Thái Hậu ừ một tiếng, không chút dấu vết quan sát Quý Thái Phi, thấy sắc mặt bà ta quả thực không có sự khác thường, mới nói. Người hợp ý thì cũng có rồi, nhưng mà, ai ra có chút do dự. Do dự điều gì? Quý Thái Phi hỏi. Ai Hoàng Thái Hậu khẽ thở dài, Tráng Tráng vẫn luôn thích Tiêu Kiêu, bảo nàng gả cho nam tử khác, chắc chắn nàng sẽ không vui, ai ra không cứu nổi nàng, nhưng cũng hy vọng nàng có thể an tâm mà ra đi. Tiêu Kiêu đã có phu nhân, việc này cũng không còn cách nào khác, chuyện cưới hỏi này vẫn do tỷ làm chủ, cũng không thể để mặc nàng được, chuyện này nếu để truyền ra ngoài,
công chúa phải mang tiếng xấu, có phải là càng tệ hơn không? Hoàng Thái Hậu nhìn bà ta, người nói, nếu ai ra ra mặt nói chuyện với nàng ta, bồi thường rồi phong cho nàng ta phong hào gì đó, người thấy có được không? Quý Thái Phi cười, nhưng chưa chắc nàng đã đồng ý mà, nghe nói Thiêu phu nhân cũng rất yêu đại tướng quân. Cứ phải thử một lần, Hoàng Thái Hậu nói, nàng ta không đồng ý thì nghĩ tiếp, ai ra muốn làm chút chuyện cho tráng tráng. Quý Thái Phi cúi đầu, cũng tốt, cứ thử đi, nhưng chúng ta cũng đừng miễn cưỡng người ta. Sẽ không, dù gì cũng là đích thân ai ra chỉ hôn. Thật ra trong lòng Hoàng Thái Hậu rất mâu thuẫn, bà là một người vô cùng truyền thống, đương nhiên không thể để tráng tráng làm cô hồn dã quỷ, tiểu cô này bà thật sự rất yêu thương. Nhưng mà, bà cũng cảm động vì tình yêu giữa tráng tráng và Tiêu Kiêu, hai đứa trẻ này chịu quá nhiều khổ cực rồi, nếu tráng tráng phải gả cho người khác, kết cục này cũng quá thảm rồi. Vì vậy, bà hy vọng có thể thuyết phục Hàn Thanh Thu, nếu nàng ta đồng ý nhường, Hoàng gia sẽ bồi thường cho nàng ta. Đến lúc đó bất kể Tiêu Kiêu còn sống hay đã chết, tráng tráng đều sẽ vào cửa Tiêu gia. Ý chỉ triệu Hàn Thanh Thu vào cung của Hoàng Thái Hậu đã được truyền đi ngay trong đêm, nàng ta đương nhiên biết là có chuyện gì. Từ sau khi Tiêu Kiêu và tráng tráng xảy ra chuyện, nàng ta vẫn luôn chưa ra khỏi cửa. Nghĩ ngợi rất nhiều ngày, rất nhiều chuyện. Bữa tối nàng ta cũng chưa dùng, chỉ uống vài ly rượu, uống xong rồi cảm thấy dạ dày không thoải mái, bèn nằm xuống. Nhưng nằm xuống vẫn không an tâm, lại ngồi dậy gọi, người đâu, chuẩn bị xe ngựa. Nàng ta đến phủ công chúa, ngồi trước cửa phủ công chúa một lúc lâu cũng không đi vào. Người gác cổng đã thông báo cho Cầm Chi và Quỳnh Hoa, hai người rất tức giận, vốn muốn ra ngoài đuổi nàng ta đi, nhưng mà, Nhu. Giao huyện chúa và Hồ Hạnh Nhi đều nói để nàng ta ngồi ở ngoài đi. Cuối cùng, sau nửa giờ đồng hồ, người gác cổng lại đến thông báo, nói Hàn Thanh Thu cầu kiến. Nhu giao huyện chúa cho nàng ta vào. Việt Đông Vương không quá thích Hàn Thanh Thu này, bèn đi ra không gặp nàng ta. Ngươi đến đây làm gì? Hàn Thanh Thu vừa đi vào trong sân, Cầm Chi đã cản nàng ta lại, hung dữ hỏi. Hàn Thanh Thu ngẩng đầu lên, nhìn Cầm Chi, bình tĩnh nói, Cầm Chi, ta muốn gặp công chúa. Ngươi có thể gặp công chúa lại không thể nào gặp ngươi, đi đi, Cầm Chi lạnh lùng nói. Hàn Thanh Thu đứng đó, cũng không rời đi. Cũng không câu xin tiếp, ánh mắt rất phức tạp. Hồ Hạnh Nhi tiến lên phía trước, phu nhân, bây giờ công chúa đang hôn mê, người gặp công chúa có chuyện gì không? Hàn Thanh Nhi có chút hoang mang, nàng ta không biết gặp công chúa để làm gì, chỉ là nàng ta muốn đến thôi. Không có chuyện gấp. Không có chuyện gấp vậy thì về đi, chắc công chúa cũng không muốn nhìn thấy người đâu. Hơn nữa, tối nay Vương Phi cũng sẽ đến, Vương Phi không muốn nhìn thấy người ở đây đâu. Hồ Hạnh Nhi nói. Hàn Thanh Thu cắn môi, ta chỉ muốn gặp công chúa mà thôi, muốn nói với người vài câu. Công chúa đã bị ngươi hại thành như vậy rồi, ngươi còn muốn làm gì nữa? Ngươi đi đi, đừng chọc giận ta. Quỳnh Hoa bước đến, căm hận nhìn nàng ta. Hàn Thanh Thu cũng không rời đi, đứng nguyên ở đó. Hồ Hạnh Nhi thấy vậy, bèn nói, đi đi, để nàng ta đi gặp, nghe xem nàng ta nói gì, nếu nói những lời bất kích, đuổi ra là được rồi. Nhu Giao cũng nói, đúng vậy. Để nàng ta vào đi. Cầm Chi và Quỳnh Hoa nghe hai người nói vậy, bèn nói, ngươi có thể đi vào, tuy giờ công chúa hôn mê, nhưng vẫn có thể nghe thấy những lời chúng ta nói, nếu ngươi dám nói lời nào kích thích người, ta sẽ không tha cho ngươi đâu, cho dù bây giờ ngươi là phu nhân đại tướng quân, ta có mất cái mạng này cũng phải giết ngươi. Cơ thể Hàn Thanh Thu run rẩy, sắc mặt có chút tái xanh, nàng ta nhìn Cầm Chi, ngươi vẫn đối xử tốt với công chúa như xưa. Đó là bởi vì công chúa cũng đối xử rất tốt với ta không giống ngươi, đối với ngươi mà nói, chỉ một lòng muốn làm phu nhân, muốn làm chủ tử, nếu thật sự có cái mệnh này, đã không cần phải tâm cơ tranh đoạt rồi, nên là của ngươi thì ông trời chắc chắn sẽ cho ngươi, không phải của ngươi, có được rồi cũng sẽ mất đi thôi. Hàn Thanh Thu, nể tình cũ của chúng ta ngày xưa, ta khuyên ngươi một câu, học cách cảm ơn đi, không có công chúa, thì không có ta và ngươi ngày hôm nay đâu, Cầm Chi lạnh lùng nói. Trong lòng Hàn Thanh Thu đau đớn như bị thứ gì đó cắn xé vậy, ngẩng đầu lên đôi mắt đã ẩm ướt, nàng ta cố gắng không chớp mắt, không để nước mắt rơi xuống, đi theo Cầm Chi và Quỳnh Hoa vào trong. Tráng tráng nằm trên giường, trên người vẫn là bộ giá y kia, Cầm Chi không thay cho nàng, nàng ta nói, nếu công chúa chọn mặc bộ giá y này rời đi, vậy cứ để nàng mặc mãi đi, lúc nàng sống chưa thể làm tân nương của Tiêu Kiêu, chết rồi, cũng mong nàng có thể làm được. Hàn Thanh Thu nhìn bộ giá y này,
trong lòng như bị kim đâm, nàng ta biết bộ giá y này không phải bộ mà Tiêu Kiêu sai người đi làm, bởi vì, đêm thành thân đó, hắn đã thiêu bộ giá y đó đi rồi, hắn chán ghét nói với nàng ta, bộ giá y đó không phải dành cho nàng ta, bị nàng ta làm bẩn rồi, cũng không cần thiết phải giữ lại. Sau đó nàng ta có sai người làm lại một bộ, là giả, nhưng nàng ta đã giữ lại. Nàng ta đứng bên giường, nhìn dung nhan gầy gò của công chúa, chuyện cũ lần lượt lướt qua trong đầu, nàng ta có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không thể nói thành lời. Cuối cùng, nàng ta buồn bã rời đi, một câu cũng không nói. Cầm Chi nhìn nàng ta rời đi, nói, khó hiểu, nói là có lời muốn nói với công chúa, gặp được công chúa rồi lại không nói gì. Quỳnh Hoa nói, không phải nàng ta áy náy đó chứ. Đổi tính rồi à? Nàng ta đổi tính sao? Hừ, đánh chết ta cũng không tin, Cầm Chi khinh thường nói. Chuyện Hàn Thanh Thu đến đây, sau đó Thương Mai cũng đã biết, nghe nói nàng ta chưa nói gì đã rời đi, Thương Mai nghĩ một lúc, nói. Ta đi tìm Hàn Thanh Thu. Ngươi muốn nói gì với nàng ta? Hồ Hạnh Nhi hỏi. Ban nãy Tôn Công Công có đi thăm Lương Vương, nói ngày mai Hoàng Thái Hậu triệu kiến nàng ta, chắc là hy vọng nàng ta có thể nhường lại, rời khỏi Tiêu gia. Nhưng bây giờ Tiêu Kiêu còn chưa rõ sống chết, cũng không thể nào hưu nàng ta được. Nàng ta có thể xin hòa ly, hôn sự giữa bọn họ là do Hoàng Thái Hậu tứ hôn, Hoàng Thái Hậu cho phép hòa ly rồi đến Hàn Sơn cho người giữ tay Tiêu Kiêu ấn dấu là được, cũng không ai truy cứu chuyện này. Nhu Giao huyện chúa nói. Nhưng mà, nàng ta bằng lòng sao? Cầm Chi hỏi. Thế nên, ta muốn chân thành nói chuyện với nàng ta. Thương Mai nói. Nếu nàng ta không nghe thì sao? Hồ Hạnh Nhi hỏi. Thương Mai cười nhạt, nếu nàng ta không nghe, thì tùy nàng ta, chẳng lẽ ta còn có thể cưỡng ép nàng ta chắc? Hồ Hạnh Nhi lại cảm thấy nếu cô đã đi tìm Hàn Thanh Thu, chắc chắn sẽ không chỉ khuyên bảo đơn giản như vậy, nhất định là còn thủ đoạn nào đó nữa. Ai, giết nàng ta là xong rồi, Quỳnh Hoa tức giận nói. Vậy thì không được, Nhu Giao vội nói, giết nàng ta mãi mãi sẽ là đại phu nhân của Tiêu gia. Thương Mai chỉ cười không nói. Hồ Hạnh Nhi nhìn sắc mặt khác thường của Thương Mai, hỏi, người nghĩ gì thế? Không có, không có. Thương Mai cười phủ nhận. Hồ Hạnh Nhi nhìn cô, cảm thấy mục đích cô đi tìm Hàn Thanh Thu tối nay không chỉ để hỏi nàng ta có bằng lòng hay không. Chương 395, ai công bằng với ta? Hàn Thanh Thu vừa về đến phủ đã nghe thấy Nhiếp Chính Vương Phi đã đến, nàng ta im lặng một lúc mời. Thương Mai đưa Tiểu Khuyên và Đao Lão Đại vào, Hàn Thanh Thu thấy Thương Mai, bèn hành lễ theo quy củ, thiếp thân tham kiến Nhiếp Chính Vương Phi. Phu nhân miễn lễ, Thương Mai nhìn nàng ta, thấy sắc mặt nàng ta có chút lạc lõng, sắc mặt ửng hồng, có mùi rượu, chắc là đã uống chút rượu. Mời Vương Phi ngồi, Hàn Thanh Thu nói. Phu nhân uống rượu rồi sao? Ta muốn uống vài ly với phu nhân. Mộ Dung Khanh ngồi xuống rồi hỏi. Hàn Thanh Thu ngơ ra, rượu. Đúng vậy, có chút mệt mỏi, uống rượu vào tối nay ngủ cho ngon. Thương Mai cười chân thành nói. Hàn Thanh Thu vội sai người chuẩn bị rượu và đồ nhắm, quản gia đích thân đi lo liệu. Rượu này là rượu quế rất dễ uống, hương thơm vừa đủ lại thiên về ngọt. Thương Mai uống một ly, thấy Hàn Thanh Thu bất động, bèn nói, phu nhân không cho ta mặt mũi sao. Hàn Thanh Thu miễn cưỡng cười, tử lượng của thiếp thân không được tốt. Uống đi, Thương Mai nhàn nhạt nói. Hàn Thanh Thu đành phải cầm ly rượu lên uống, nàng ta không muốn uống là vì trước đó đã uống vài ly rồi, hơn nữa hạ Thương Mai đến đây không có ý tốt, nàng ta muốn duy trì sự tỉnh táo. Không biết hôm nay Vương Phi đến đây uống rượu, Thương Mai đích thân rót rượu cho nàng ta, muốn tìm một người uống rượu, biết phu nhân vẫn chưa ngủ, nên đã đến tìm phu nhân uống rượu. Hàn Thanh Thu nói, là vinh hạnh của thiếp thân, nhưng mà, nàng ta lại vô cùng bất an. Bị Thương Mai liên tục rót vài ly, sự không tự nhiên của nàng ta mới biến mất. Thương Mai đặt ly rượu xuống, hỏi một cách thờ ơ, đúng rồi, nghe nói tối nay phu nhân đã đến phủ công chúa. Sắc mặt Hàn Thanh Thu khẽ cứng đờ, cảnh giác nhìn Thương Mai, vâng, Vương Phi biết rồi sao? Ngươi vừa đi thì ta đến, không biết phu nhân đến phủ công chúa làm gì. Nghe Cầm Chi nói ngươi có chuyện muốn nói với công chúa, nhưng gặp công chúa lại không nói gì Thương Mai hỏi. Hàn Thanh Thu thấy cô hỏi thẳng như vậy, cũng không tiện né tránh, đúng vậy, thiếp thân nghe nói công chúa xảy ra chuyện, muốn đến thăm người. Ta còn nghe nói, ngày mai Hoàng Thái Hậu triệu ngươi vào cung. Thương Mai lại hỏi. Hàn Thanh Thu đặt ly xuống,
nhìn Thương Mai, Vương Phi, người có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, đừng vòng vo nữa, thiếp thân cũng nghe không hiếu. Thương Mai nói, nguyên nhân Hoàng Thái Hậu triệu ngươi vào cung, chắc ngươi cũng nghĩ đến rồi nhỉ. Hàn Thanh Thu lắc đầu, thiếp thân không dám đoán bừa. Thương Mai cười, nhất định là Hoàng Thái Hậu sẽ bảo ngươi hòa ly với Tiêu Kiêu. Hàn Thanh Thu kinh ngạc, nàng ta biết ý đồ của Hoàng Thái Hậu, nhưng kinh ngạc là vì Hạ Thương Mai lại nói thẳng đuột ra như vậy. Ngươi bằng lòng không? Thương Mai nhìn nàng ta hỏi. Hàn Thanh Thu không trả lời, lại hỏi ngược lại Thương Mai, mục đích Vương Phi đến đây tối nay là để khuyên thiếp thân sao? Không, ta chỉ muốn hỏi ngươi có bằng lòng hay không thôi. Thương Mai nói. Hàn Thanh Thu nói, nếu Vương Phi đã hỏi thẳng, vậy ta sẽ nói thẳng, ta không bằng lòng, ta rất yêu Tiêu Kiêu, tại sao phải hòa ly với chàng chứ? Hơn nữa, công chúa cũng không thể sống tiếp, chẳng lẽ ta từ bỏ hạnh phúc của ta chỉ để Tiêu Kiêu cưới một chiếc bài vị vào cửa sao? Ý của ngươi là, nếu công chúa có thể sống tiếp, ngươi bằng lòng từ bỏ đoạn hôn nhân mà ngươi dốc lòng tính kế này? Thương Mai hỏi. Hàn Thanh Thu im lặng một lúc, Vương Phi biết đầu đuôi của chuyện này, chắc hẳn cũng biết. Thiếp thân cũng là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ, bất đắc dĩ mà ngươi giết Giao Chỉ. Biết tại sao Hoàng thượng lại chọn chúng ngươi không? Tứ đại tỷ nữ, người không chọn ai khác, chỉ chọn mình ngươi, biết tại sao không? Hàn Thanh Thu cứng miệng nói, ta không biết, có lẽ là vì ta và Giao Chỉ đi tìm Tiêu Kiêu. Vậy người cũng có thể chọn Giao Chỉ, không nhất định phải tìm ngươi, nguyên nhân Hoàng thượng tìm ngươi, là vì người đã sớm nhìn ra ngươi có ý nghĩ quá phận với Tiêu Kiêu. Người đã sớm biết ngươi có tâm tư muốn làm chủ tử. Hàn Thanh Thu kích động nói, ta không thể thích Tiêu Kiêu sao? Chẳng lẽ ta làm nô tỳ, đến tư cách để thích một người cũng không có? Ai mà không muốn làm chủ tử chứ? Chẳng lẽ ta phải làm nô tài cả đời sao? Mấy người cao cao tại thượng, đương nhiên là xem thường bọn ta. Thương Mai cười lạnh, con người ta đều cố vươn lên sống, ngươi muốn làm chủ tử, không ai nói gì ngươi cả, nhưng vì làm chủ tử mà ngươi phải bội công chúa có ơn với ngươi. Sát hại Giao Chỉ, tỉ muội của ngươi, khiến người ta căm phẫn. Ngươi có gì bất đắc dĩ chứ? Đừng nói mình vô tội như vậy, Hàn Thanh Thu, kỹ nữ thì đừng mong lập đền thờ trinh tiết, ngươi thẳng thắn thừa nhận ta còn xem trọng ngươi, nhưng ngươi làm ra những chuyện vô sỉ như vậy, nhưng vẫn dùng thân phận người bị hại vô tội giả vờ tủi thân, khiến người ta ghê tởm. Hàn Thanh Thu đứng dậy, lạnh lùng nói, xem ra ta và Vương Phi không có chung chủ đề nói chuyện, mời Vương Phi về cho. Thương Mai ngồi yên bất động, nghịch ly rượu trong tay, nhàn nhạt nói, tối nay ngươi đi tìm Tráng Tráng, là vì cảm thấy áy náy sao? Trong lòng ngươi có từng nghĩ đến nhường lại dù chỉ là một chút không? Không, Hàn Thanh Thu lạnh lùng nói, ta không cần thiết phải nhường, không sai, từ khi công chúa xảy ra chuyện đến nay, quả thực ta ăn không ngon ngủ không yên, ta nhớ đến nhiều chuyện trước kia, đúng là công chúa đối xử với ta rất tốt, nhưng mà, người không thể cho ta thứ ta muốn. Hơn nữa ta cũng dốc sức hầu hạ người bao nhiêu năm. Tối nay, ta muốn đi thăm người, muốn xem bản thân ta có thật sự hối hận hay áy náy không. Nhưng mà, ta nhìn thấy người mặc giá y, ta rất đau lòng, Vương Phi biết tại sao lại đau lòng không? Bởi vì, ta cũng từng mặc bộ giá y như vậy, gả cho người mà ta thích. Vì vậy, khi ta nhìn thấy công chúa, ta nghĩ đến chuyện mà ta gặp phải, mấy người cảm thấy công. Chúa vô tội, còn ta thì sao? Chẳng lẽ ta không đáng được thương hại sao? Ta thích Tiêu Kiêu hơn 10 năm rồi, trong lòng ta chưa từng có ai khác. Nhưng đến nhìn ta một cái chàng cũng không muốn, có ai thương ta không chứ? Nàng ta nói thẳng ra, không kìm lại được nữa, tức giận nói, bao nhiêu năm nay, bất kể chàng ở biên quan hay trở về kinh thành, trái tim của chàng chưa từng ở chỗ ta, ta từng tưởng rằng, chỉ cần ta lặng lẽ bảo vệ, cuối cùng kiểu gì chàng cũng sẽ biết cái tốt của ta, chàng cũng sẽ quên đi công chúa, ta ngây thơ đợi chờ như vậy, đợi 11 năm rồi. Nhưng kết quả là gì chứ? Là cả đôi họ cùng tự vẫn, chàng thà chết cùng công chúa cũng không muốn ở cùng một chỗ với ta, ai cho ta công bằng cứ. Mấy người đều trách móc ta, đều nói ta là kẻ xấu, ta chạm vào lương tâm ta mà nói, người duy nhất ta có lỗi chính là Giao Chỉ, không hề có lỗi với công chúa, không phải ta thì cũng sẽ là người khác, người có bản lĩnh thì đi tìm hoàng thượng đi, làm khó ta để làm gì chứ? Đổi lời mà nói, cho dù ngày mai Hoàng Thái Hậu có triệu ngươi vào cung, người cũng sẽ không chịu lùi bước. Thương Mai hỏi. Sẽ không, tuyệt đối không, chuyện hôn sự này là do đích thân Hoàng Thái Hậu chỉ hôn, bà cũng không thể cưỡng ép ta. Hàn Thanh Thu có chút kích động, nàng ta nhìn Thương Mai, Vương Phi cũng đừng mong lấy cái chết của Giao Chỉ để uy hiếp ta lùi bước, ta sẽ không đâu, chuyện này không có chứng cứ,
bây giờ không ai có thể điều tra được, một khi điều tra ra sẽ liên lụy đến cả hoàng thượng, ta không ngu, ta hiểu, vì vậy Vương Phi đừng mong uy hiếp ta. Sắc mặt Thương Mai không có chút thay đổi, vẫn bình tĩnh như cũ, cô đứng dậy, ngươi nói đúng lắm, quả thực chúng ta không có chủ đề chung, coi như hôm nay ta chưa từng đến. Nói xong, cô cất bước rời đi, Tiểu Khuyên và Đao Lão Đại vội đi theo. Ra khỏi cổng phủ tướng quân, Thương Mai dặn dò Đao Lão Đại, đêm nay ngươi ở trên nóc nhà trông chừng, trốn kỹ vào, nếu có sát thủ đến, đừng cứu nàng ta, để nàng ta chết đi. Đại tiểu thư biết đêm nay có sát thủ sao? Đao Lão Đại ngạc nhiên. Quý Thái Phi sẽ không để nàng ta vào cung đâu, bà ta sợ Hàn Thanh Thu thỏa hiệp, thế nên cách tốt nhất chính là giết nàng ta, như vậy nàng ta sẽ mãi mãi là phu nhân của tướng quân, ta đến, chỉ để xem nàng ta có đáng cứu hay không thôi, rõ ràng, nàng ta không đáng. Chương 396, Hàn Thanh Thu chết rồi. Sau khi Thương Mai đi, Hàn Thanh Thu vẫn rất tức giận. Nàng ta đau buồn cất tiếng nói với thị nữ, tại sao mọi người đều coi ta là người xấu? Chẳng lẽ ta không đáng được thông cảm ư? Nhiếp chính Vương Phi nàng nhớ tới điểm tốt của trưởng công chúa, vậy chắc chắn vì xuất thân của trưởng công chúa tốt. Nếu như ta là trưởng công chúa, không chừng có bao nhiêu người nịnh bợ ta đấy. Có lẽ vì ta xuất thân thị nữ, nên hôm nay ta đi đến vị trí này, mọi người đều ghen ghét ta, căm hận ta, chẳng lẽ ta chỉ có số mạng của thị nữ sao, ta không thể có tương lai ư? Thị nữ nói, phu nhân đừng nóng giận, hãy nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ta cảm thấy không cam lòng, sau khi công chúa tự sát, ta vẫn luôn không vui, ta còn cảm thấy có lỗi với nàng. Nhưng đêm nay ta nhìn thấy nàng, nàng còn mặc áo cưới, nàng cũng sắp chết rồi mà còn muốn gả cho phu quân của ta, nàng không quá đáng sao. 11 năm rồi, tại sao nàng vẫn không buông tha Tiêu Kiêu? Nếu nàng đã sớm lấy chồng, Tiêu Kiêu cũng sẽ quên nàng, là nàng không cho ta đường sống. Cuối cùng vẫn là ta đã sai. Còn những người xem thường ta đó, các nàng dựa vào cái gì mà xem thường ta? Trần Thái Quân đó xuất thân cũng không tốt, không phải chỉ là được Thái Hoàng Thái Hậu tán thưởng thức sao? Các nàng có thể được đề bạt làm chủ tử, tại sao ta không thể? Tổ tiên ta cũng là dòng dõi hiển hách, không phải nô tài, các nàng là ghen ghét, đố kỵ. Thị nữ ngẩng đầu, có chút muốn nói lại thôi. Hàn Thanh Thu nhìn chằm chằm nàng ta, người muốn nói gì thì cứ việc nói đi. Thị nữ nói khẽ, tuy nói Trần Thái Quân được Thái Hoàng Thái Hậu tán thưởng, nhưng cũng do nàng có bản lĩnh, võ nghệ siêu quần, lại am hiểu mưu kế, sau khi làm tướng thì bày mưu nghĩ kế, quyết định thắng bại ngàn dặm, đánh thắng rất nhiều trận, nên nàng đáng được người khác tôn trọng. Ngươi nói là ta không đáng sao? Ngươi nói là ta không có bản lĩnh sao? Hàn Thanh Thu lập tức giận dữ, tát thị nữ một tát, ngay cả ngươi cũng nói ta như vậy, ngươi đừng quên, ngươi cũng chỉ kẻ nô tài. Thị nữ quỳ xuống, sợ hãi nói, phu nhân bớt giận, nô tỳ không phải cố ý chống đối, chỉ là nô tỳ nghe thấy phu nhân đề cập đến Lão Thái Quân, nô tỳ nhất thời xúc động. Nô tỳ là người vùng biên giới, năm đó may mà Lão Thái Quân dẫn binh đuổi Tiên Ti đi, nếu không, tổ phụ của nô tỳ đã sớm chết rồi. Hàn Thanh Thu ngồi xuống, trong lòng bi ai, cũng chẳng buồn so đo với thị nữ, ngươi cút đi. Thị nữ đứng lên, lui ra ngoài, khi lui đến cửa, bỗng nhiên nói, phu nhân. Nếu nô tỳ nói phu nhân biết nô tỳ cũng thích đại tướng quân, người có cảm thấy vui không, có thể tội nghiệp lòng muốn làm chủ tử của nô tỳ không? Hàn Thanh Thu giận tím mặt, vỗ bàn đứng dậy, người thật to gan, không muốn sống nữa sao? Thị nữ do dự một chút, lại quỳ xuống, nô tỳ không hề thích đại tướng quân, chỉ nói như vậy mà thôi. Hàn Thanh Thu lập tức hiểu ý đồ của thị nữ, nàng ngơ ngác một chút, từ từ ngã ngồi xuống, cút. Thị nữ lui ra ngoài, đóng cửa lại. Nhưng đã bị dọa đến hai chân nhũn ra, nàng ta có chút hối hận cho sự vọng động của mình, chỉ là, nghe phu nhân lấy Lão Thái Quân ra làm ví dụ, nàng ta nhất kích động. Lão Thái Quân là ân nhân của cả nhà nàng, Lão Thái Quân không phải người như phu nhân. Từ lời nói ngỗ nghịch của thị nữ, Hàn Thanh Thu biết trong phủ này, mình chưa từng được đối xử chân thành. Dù là nô tài, cũng chỉ ngoài mặt kính sợ, nhưng trong lòng lại xem thường nàng ta. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc nàng ta đã đạt được cái gì? Ngoài cơm ngon áo đẹp mà người ngoài nhìn thấy thì nàng ta không có cái gì cả. Nàng ta phản bội công chúa, giết Giao Chỉ, yêu hết mình, nàng ta chưa từng nghĩ tới sẽ gặp phải kết cục này. Lời vừa nãy của thị nữ khiến nàng ta như bị điện giật, không phải thị nữ không thể leo lên cành cao, mà là nàng ta không thể giành được tình yêu của ân nhân. Nàng ta đi đến lấy từ trong ngăn tủ ra một phong thư, nhìn đi nhìn lại mấy lần,
cảm thấy hết sức đau buồn. Sau đó, nàng ta cất kỹ bức thư, đau khổ ghé vào trên mặt bàn, trong lòng nhắc lại nhiều lần nói, Tiêu Kiêu, tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy? Ta không cầu chàng toàn tâm toàn ý đối xử với ta, chỉ cầu chàng chia cho ta một nửa tình yêu như chàng dành cho công chúa là ta đã thỏa mãn rồi, nhưng chàng chưa từng liếc ta lấy một cái, hiện ta tính là gì? Ta có lỗi với công chúa, có lỗi với giao chỉ, cũng không chiếm được thứ ta muốn. Nàng ta khóc vô cùng thương tâm, dường như đáy lòng có uất ức không nói ra được. Sau khi khóc đủ rồi, nàng ta ngẩng đầu lên, đã thấy bàn đối diện không biết có người ngồi từ khi nào. Đam Mỹ hát văn. Ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Hàn Thanh Thu hoảng sợ nói. Người kia mỉm cười, đi vào. Ngươi ra ngoài, ta không biết ngươi. Nhưng ta lại biết ngươi, phu nhân đèn chiếu sáng mặt người đó, gương mặt tràn đầy nụ cười, ta là người bên cạnh Quý Thái Phi. Nàng ta chậm rãi rót rượu, nâng cốc lên đẩy đến trước mặt Hàn Thanh Thu, hãy uống với ta một chén, Quý Thái Phi có thể giúp đỡ ngươi, khiến Tiêu Kiêu quên công chúa, chỉ toàn tâm toàn ý yêu ngươi. Hàn Thanh Thu cũng không ngốc, tất nhiên biết không có khả năng, ta không cần, ngươi đi đi. Người không tin ư, người kia chậm rãi cười. Ta không cần. Yên tâm, Quý Thái Phi chỉ cần ngày mai khi vào cung, người kiên chỉ nói mình là phu nhân của Tiêu Kiêu, sẽ không hòa ly, về phần Tiêu Kiêu sẽ quên công chúa, hắn thậm chí sẽ không nhớ được có công chúa này, chỉ nhớ phu nhân ngươi. Thật sao, Hàn Thanh Thu thật sự quá chờ mong có ngày như vậy, nàng ta biết người trước mắt không thể tin, nhưng trong lòng vẫn luôn cất giấu một phần hy vọng. Đây là lời hứa của Quý Thái Phi đối với ngươi. Nàng ta từ tay áo lấy ra một tờ giấy, đưa cho Hàn Thanh Thu, ngươi có thể cầm xem, nếu Tiêu Kiêu trở về, còn nhớ công chúa, ngươi có thể thông báo cho toàn thiên hạ biết lời hứa này. Hàn Thanh Thu nhìn một chút, bên trong viết rõ ràng làm thế nào để Tiêu Kiêu quên đi trưởng công chúa, trong đó, đã viết phong tình đan. Tại sao ngươi phải giúp ta? Hàn Thanh Thu không ngốc, vừa vặn bởi vì không thể khiến nàng từ bỏ vị trí phu nhân của Tiêu Kiêu. Sau khi Tiêu Kiêu trở về, hắn sẽ chỉ yêu một mình ngươi, đến lúc đó, ngươi phải thuyết phục Tiêu Kiêu quy thuận Quý Thái Phi, chỉ thế thôi. Người kia nói. Hàn Thanh Thu trầm mặc một chút, được, ta đồng ý với ngươi. Người kia mỉm cười, lại một lần nữa nâng chén đẩy đến trước mặt Hàn Thanh Thu, rồi tự rót cho mình một chén, nào, uống một chén vì sự hợp tác của chúng ta. Hàn Thanh Thu nghĩ đến vừa nãy mình nằm sấp, không nhìn thấy nàng ta đi vào, cũng không biết nàng ta có thể động tay động chân trong rượu hay không. Hàn Thanh Thu thấy người này đã bưng rượu lên đặt bên môi thì nói, ta muốn chén của ngươi. Người kia cười khẽ, phu nhân, nếu ta muốn giết ngươi, vừa đi vào đã có thể ra tay ngay, cần hạ độc làm gì chứ? Nhưng nếu ngươi thích thì đây. Nàng ta đưa chén rượu của mình cho Hàn Thanh Thu, mình thì lấy chén của Hàn Thanh Thu, uống một hơi cạn sạch. Hàn Thanh Thu thấy nàng ta thẳng thắn như thế thành ra mình có chút nơm nớp lo sợ lại cực kỳ hẹp hòi, nên cũng uống. Người kia mỉm cười nhìn Hàn Thanh Thu, sau đó, gấp tờ giấy hứa hẹn trong tay lại, thả lại vào tay áo. Hàn Thanh Thu rối lên, ngươi. Một con đau quặn từ dạ dày truyền đến, yết hầu như bị ngàn vạn kim đâm, vừa đau vừa xót, nàng ta bóp lấy cổ, kinh hãi nhìn người đó, ngươi. Chương 397, bị vu cáo hãm hại. Người kia từ tốn nói, yên tâm, sẽ không đau khổ quá lâu đâu, dù vừa nãy ta có thể giết ngươi ngay, nhưng ta lại thích dùng độc, bởi vì dùng độc có thể giá họa cho người khác. Hàn Thanh Thu kẹp cổ mình lại, ngã nhào xuống, khuôn mặt thống khổ. Nàng ta hoảng sợ nhìn người kia, ánh mắt nghi vấn hoảng sợ. Người kia cúi người, khẽ cười nói, phu nhân, thật ra, nếu người muốn vĩnh viễn bảo vệ thân phận Tiêu phu nhân thì cách tốt nhất chính là người chết đi. Người chết cũng quá muộn rồi, nếu ta là trưởng công chúa thì đã giết người trước khi người thành thân với Tiêu Kiêu rồi, còn khiến người chết rất thảm. Nụ cười của nàng ta toát lên vẻ phong tình, quyến rũ khó nói, giống một đóa hoa anh túc nở rộ đến cực hạn, vừa đẹp lại vừa có độc. Nàng ta lấy từ tay áo ra một cây châm hoa, ném xuống mặt đất, rồi mở cửa, lướt qua người thị nữ đã ngất xỉu, biến mất trong màn đêm. Trước khi ý thức của Hàn Thanh Thu phiêu tán, bên tai còn vang lên lời Tiêu Kiêu, ta không quan tâm ngươi có nhận hay không, ta để phong thư bỏ vợ ở chỗ này, ngươi có thể tiếp tục sống ở phủ tướng quân với thân phận phu nhân tướng quân, nhưng ngươi chỉ là tướng quân, chứ không phải phu nhân Tiêu Kiêu ta. Đó là đêm tân hôn. Khi đó... Nàng ta tràn đầy vui sướng vì trở thành cô dâu của hắn, nhưng chờ nàng lại là một phong thư bỏ vợ, còn có áo cưới hắn thiêu hủy. Nàng ta không thể lấy phong thư bỏ vợ đó ra,
hắn biết nàng sẽ không lấy ra, cũng sẽ không thông báo cho thiên hạ biết, bởi vì, bọn họ là do Hoàng Thái Hậu tứ hôn, một khi chuyện hắn bỏ vợ đêm tân hôn bị Hoàng Thái Hậu biết được thì hắn sẽ bị hoạch tội, vị trí chủ tử mà nàng ta phí hết tâm tư có được cũng sẽ bởi vậy mất đi. Nàng ta cầm thư bỏ vợ, vẫn luôn chờ hắn đi đến bên cạnh nàng ta. Nàng ta cảm thấy hắn sẽ đến lúc đó, nàng ta có thể trả lại thư bỏ vợ cho hắn. Nhưng nàng ta còn chưa chờ được hắn đến thì đã chờ được tin bọn họ cùng tự sát. Nàng ta thật không cam tâm. Hôm sau, người của phủ đại tướng quân vào cung bẩm báo, nói Hàn Thanh Thu đã chết rồi, không thể vào cung yết kiến. Hoàng Thái Hậu kinh hãi, Hàn Thanh Thu chết rồi, có nghĩa nàng ta mãi mãi là phu nhân của Tiêu Kiêu, danh phận đã định, không thể sửa đổi. Nhưng tại sao Hàn Thanh Thu lại chết? Hoàng Thái Hậu hạ lệnh truy xét đến ngọn nguồn. Tất nhiên, tin Hàn Thanh Thu chết cũng truyền đến Phủ Lương Vương, sau khi nghe, Thương Mai không hề nói gì, chỉ hờ hững gật đầu. Hôm nay, Trần Thái Quân cũng sang đây thăm Lương Vương, Trần Thái Quân đã nghe được tin tức, sau khi đi vào bà lập tức hỏi Thương Mai, hôm qua ngươi đi Phủ Đại Tướng Quân, hôm nay đã có tin Hàn Thanh Thu chết rồi, ngươi đã nói gì với nàng? Thương Mai nói, không có gì đặc biệt, chỉ là hai phụ nữ nói chuyện tâm tình mà thôi. Đơn giản vậy thôi sao? Ánh mắt lão Thái Quân đầy vẻ lanh lợi. Uống một chút rượu, nàng nói nàng rất yêu Tiêu Kiêu, nói nàng cảm thấy rất khó chịu, ta cũng bày tỏ tự thông cảm. Lão Thái Quân cười lạnh, nàng tất nhiên đau khổ, đồ cướp về trước sau gì cũng phải trả, không còn tình cảm thì còn mạng, có gì đáng thông cảm chứ? Đúng rồi, là ngươi giết sao? Thương Mai cười, có khả năng sao? Sao ta lại phải giết nàng? Lão thân thật hy vọng là ngươi giết. Lão Thái Quân căm giận nói, chết trong tay người khác còn vu cáo hãm hại ngươi, thật là đáng tiếc. Thương Mai cười nói, Lão Thái Quân hà tất phải tức giận chứ? Ai giết không phải cũng giống nhau sao? Dù sao cũng đã chết rồi, huống hồ, giết ít đi một người thì sẽ nhiễm máu ít đi một chút. Lão Thái Quân nhìn cô, ngươi không nghe rõ lời lão thân vừa nói với ngươi sao? Nghe rõ chứ? Lão thân đã nói cái gì? Người nói hy vọng là ta giết Hàn Thanh Thu, kết quả Hàn Thanh Thu là chết trong tay người khác còn liên lụy ta bị vu cáo hãm hại. Lão Thái Quân nheo mắt lại, cảnh cáo nói, ngươi không hề lo lắng ư. Nghe nói hiện trường có nhặt được vật phẩm tùy thân của ngươi. Ta đi tìm Hàn Thanh Thu, không cẩn thận rơi đồ vật cũng có thể hiểu được. Nàng trúng độc mà chết, sau khi nghiệm chứng thì chén của nàng có độc, ngươi uống chén không độc. Thương Mai tiếp tục cười, đương nhiên ta uống chén không có độc. Nếu không ta đã sớm chết rồi. Ngươi thật không lo lắng sao? Không lo lắng, ta không làm, thanh giả tự thanh. Thương Mai thoải mái nói. Trần Thái Quân chịu thua, được, nếu đã như vậy, lão thân đi phí công rồi, gần đây lão thân bận bịu, không rảnh rỗi quản những chuyện lộn xộn đó. Nếu là chuyện lộn xộn thì không cần hao tâm tốn sức, lão Thái Quân vẫn nên chuyên tâm chuẩn bị hôn sự đi, đã định ngày chưa? Định rồi, 10 ngày sau. Thương Mai kinh ngạc, vội như thế ư. Con vịt tới tay thì phải tranh thủ thời gian nấu, tránh cho bay mất. Thương Mai suy nghĩ một chút, nói có lý, ta cũng là khách mời chứ. Ở trong danh sách, người không đến, vẫn có thể nhận lễ. Lão Thái Quân ngang ngược nói. Thương Mai cười, người và lễ đều sẽ đến. Lão Thái Quân thở dài một hơi, tình hình Lương Vương thế nào? Phương hướng phát triển tốt. Lão Thái Quân thấp giọng chửi mắng, thật đáng chết. Lễ của Lương Vương rất lớn, Hoàng hậu tạo nghiệp, nếu không tới được, lão thân ghi hận Hoàng hậu cả đời. Lễ của Lương Vương đã đưa rồi, cây dừa và rượu Tiêu Thác để thân. Hắn vốn cầu thân với Ý Nhi, nhưng đã bị Tiêu Thác trộm đi rồi. Lão Thái Quân hơi kinh ngạc, Tiêu Thác có tiến bộ như vậy sao? Không hổ là cháu rể lão thân. Được, người về đi, bao che khuyết điểm này cũng che đến phủ Lương Vương rồi, tên trộm vặt này còn có người ủng hộ, kỳ quặc quái gở. Thương Mai bật cười. Lão thân đi đây, hai ngày nữa Lão Thái Thái đến, Lão thân phải trở về thay đổi một chút. Lão Thái Quân phiền não nói. Lão Thái Thái, Thương Mai nhất thời chưa lấy lại tinh thần, nhà họ Trần bọn họ còn có một Lão Thái Thái. Bà cố của Loan Loan, Loan Loan xuất giá, bầy ấy nói muốn tới chuẩn bị. Thương Mai hừ một tiếng, mẹ chồng người hả? Sao thế, quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt? Cũng không phải. Bà ấy đối với lão thân rất tốt. Lão Thái Quân xua xua tay, thôi, thanh niên các ngươi không hiểu đâu. Nói xong, bà vẻ mặt ưu sầu rời đi, còn Thương Mai cảm thấy kinh ngạc. Mộ Dung Khanh còn chưa có trở lại,
hôm nay vừa sáng đã vào chiều thảo luận chính sự, bình thường đến buổi trưa hay buổi chiều mới có thể trở về. Tình hình Lương Vương đã tốt một chút, ma lực của Ái Tình rất mạnh mẽ, dưới sự chăm sóc của Ý Nhi, hắn đã ổn định nhiều, nhưng vì vết thương quá nghiêm trọng, thương mai cũng không thể đánh cược nhất định sẽ tốt lên. Hắn cũng tỉnh táo hơn rồi, hôm nay đã có thể tự uống mấy ngụm thuốc. Sáng sớm nay Tô Thanh đã quay về, sau khi bẩm báo tiến trình, lại vội vàng ra ngoài. Vẫn chưa có tin tức sao? An Thân Vương hỏi. Thương Mai nhẹ nhàng lắc đầu, chưa có. Chỉ còn lại 2 ngày, An Thân Vương lo lắng nói. Sắc mặt Thương Mai cũng vô cùng căng thẳng, ta đã để Hạ Lâm và mẫu thân ở phủ công chúa, 2 ngày nữa, nếu không được, dẫn ra trùng 7 đốt xem có thể châm cứu một lần hay không. An Thân Vương không nói, châm cứu cùng lắm cũng chỉ có thể duy trì 3 ngày, hơn nữa theo lý thuyết lần châm cứu thứ 2 phải ngắn hơn lần thứ nhất, cố gắng chỉ có 1-2 ngày. Buổi trưa, quả thật có người nha môn tới cửa, là Kinh Triệu Doãn Lương đại nhân tự mình đến mang theo bổ đầu tới tra hỏi. Đúng lúc Mộ Dung Khanh trở về, Lương đại nhân sợ hãi vấn an, giải thích tình hình với Mộ Dung Khanh, sau đó dè dặt nói, lần này hạ quan đến chỉ là hỏi một chút, theo lệ. Mộ Dung Khanh nghiêm nghị nói, cái gì theo lệ? Nếu có gì nghi ngờ thì phải hỏi, đừng nói là Vương Phi, dù bản Vương bị tình nghi thì cũng phải xử lý theo luật pháp. Lương đại nhân luôn miệng nói, là, hạ quan nói sai, hạ quan nói sai. Mộ Dung Khanh ừ một tiếng, chắp tay sau lưng đi vào hỏi đi. Thương Mai ở bên trong đã nghe thấy lời nói nghiêm nghị chính nghĩa của hắn, đi ra nhìn thấy hắn vẻ mặt uy nghiêm đi vào, nhìn rất ra dáng nhiếp chính vương, hết sức cao ngạo, không còn gì để nói. Lương đại nhân, Thương Mai hơi khom người. Vương Phi đa lễ, Lương đại nhân vội vàng hoàn lễ, không hề có vẻ coi Thương Mai là người bị tình nghi. Chương 398, phong thư bỏ vợ. Thương Mai tỏ vẻ không biết gì, hỏi, Lương đại nhân có chuyện gì không? Lương đại nhân hơi do dự, cười theo nói, là thế này, hạ quan tới là có mấy lời muốn hỏi Vương Phi một chút. Được, mời ngồi, Thương Mai thản nhiên nói. Lương đại nhân vừa ngồi xuống, đã nghe thấy Mộ Dung Khanh ho khan một tiếng, hắn vội vàng đứng lên, cười ngượng nói, hạ quan ngồi lâu rồi, eo hơi mỏi, đứng là được rồi. Kinh Triệu Doãn không dễ làm, lập trường không rõ ràng, trước đó còn phối hợp với thái phó của thái tử một chút làm chuyện có lỗi với Vương Phi. Hắn biết mình làm cho người ta chán ghét, cũng không dám lỗ mãng. Lần này, hắn vốn không muốn tự mình đến, nhưng lại sợ phái quan sai đến sẽ đắc tội Vương Phi, đành phải tự mình đến đây. Dù sao hắn đã chấp nhận kết quả thế này. Thương Mai trừng mắt với Mộ Dung Khanh một chút, Mộ Dung Khanh chỉ coi như không nhìn thấy, bưng trà vẻ mặt bình tĩnh uống vào. Đại nhân có gì muốn hỏi ta sao? Thương Mai lễ phép hỏi. Lương đại nhân vẻ mặt đoan chính, là thế này, Tiêu đại phu nhân đêm qua chết rồi, không biết Vương Phi có biết việc này chưa? Thương Mai vẻ mặt kinh ngạc nói, chết rồi. Sao lại chết? Vương Phi không biết ư? Lương đại nhân hỏi. Đã biết rồi. Hả? Thương Mai cười nói, đại nhân mới vừa nói, nàng chết rồi, cho nên ta đã biết. Lương đại nhân hơi ngơ ngác, có chút xấu hổ, ồ, đúng vậy, theo lời của người hầu phủ đại tướng quân nói thì tối qua Vương Phi đi tìm Tiêu phu nhân, không biết có chuyện như vậy hay không? Thương Mai thừa nhận nói, đúng vậy, ta đã đi tìm nàng, có ở lại trong phòng nàng chừng 15 phút, nói mấy câu, sau đó đi luôn. Lương đại nhân thở phào nhẹ nhõm, hắn vốn cho rằng Hạ Thương Mai sẽ không thừa nhận. Lương đại nhân tiếp tục nói, là như vậy, chúng ta phát hiện ở hiện trường vụ án có một cây châm hoa, sau khi tìm hiểu biết được cây châm hoa này là vật của hoàng thất, lật sách nội phủ, mới biết được là khi Vương Phi thành thân, trong cung ban thưởng, nên muốn đến hỏi Vương Phi một chút, phải chăng bị thất lạc. Thương Mai đưa tay sờ búi tóc một chút, ồ, chắc là tối qua khi đi tìm Hàn Thanh Thu bị mất. Vương Phi không cẩn thận như vậy ư? Lương đại nhân nhìn Thương Mai, theo lý thuyết, châm hoa này cài ở trên đầu, nếu không có lôi kéo, chắc là sẽ không rơi. Lôi kéo, Thương Mai suy nghĩ một chút, khi ta ra cửa, Tiêu phu nhân có giữ ta lại, có tính lôi kéo hay không? Lương đại nhân không nói gì, chỉ cười ngượng một chút, sau khi dừng một chút, hắn lại nói, đúng rồi, hiện trường còn phát hiện một phong thư bỏ vợ, là tướng quân Tiêu Kiêu viết, không biết Vương Phi đã từng nhìn thấy phong thư bỏ vợ này hay không? Thương Mai kinh ngạc nói, thư bỏ vợ, ta chưa từng nhìn thấy. Cô thật kinh ngạc, theo Tiểu Đao nói, tối qua sau khi hạ độc giết Hàn Thanh Thu, người phụ nữ đó chỉ vứt xuống châm hoa, không vứt xuống thư bỏ vợ gì.
Mộ Dung Khanh cũng bị thu hút, chủ động ngồi lại, thư bỏ vợ gì. Lương đại nhân lệnh cho Cao Bổ Đầu lấy ra, đưa cho Mộ Dung Khanh, Mộ Dung Khanh nhận lấy mở ra, quả nhiên là thư bỏ vợ. Ngày là năm đầu Hồng Bảo phải không? Thương Mai giật mình hỏi. Không sai, chính là được viết vào năm Hoàng thượng đăng cơ, nếu phong thư bỏ vợ này là thật, như vậy, hạ quan nộp cho Hoàng Thái Hậu, do Hoàng Thái Hậu định tội Tiêu đại tướng quân. Lương đại nhân nói. Thương Mai gấp gọn thư bỏ vợ lại, đưa cho Lương đại nhân, ngươi lập tức tiến cung đi, để Hoàng Thái Hậu tìm Tiêu Kiêu hỏi tội, vô cớ bỏ vợ, phải phạt nặng. Mộ Dung Khanh lại cầm lấy, cẩn thận kiểm tra bút tích, đúng là của Tiêu Kiêu. Thằng nhóc này, ngay khi cưới vợ đã bỏ vợ rồi mà chưa từng nghe hắn nói đến. Hạ quan còn có chút chi tiết. Ngươi hãy tiến cung trước đã, sau đó ngày mai ta tự đi nha môn nói cho ngươi. Thương Mai nói. Lương đại nhân nghe vậy, lập tức đứng lên nói, vậy thì tốt, hạ quan cáo lui trước. Bản vương cùng ngươi tiến cung, Mộ Dung Khanh kéo theo Thương Mai, nàng cũng đi. Thương Mai biết đạo hắn muốn làm cái gì, nhân tiện nói, cũng tốt, chuyện tối qua cũng nên giải thích rõ với Hoàng Thái Hậu. Lương đại nhân hơi hoài nghi thái độ hai người, lúc đầu hắn tưởng bọn họ sẽ giữ lại phong thư bỏ vợ này, dù sao điều này liên quan đến thể diện của Tiêu Kiêu, nếu để cho người đời biết Tiêu Kiêu bỏ vợ ngay tại thời điểm thành thân, thứ nhất sẽ bị hoạch tội, thứ hai thanh danh cũng mất, không ngờ bọn họ còn chủ động bảo hắn vào cung đi tìm Hoàng Thái Hậu, không hề coi trọng chuyện vụ án. Sau lần trước, Lương đại nhân cũng không còn dám xen vào quá nhiều, hắn chỉ muốn an ổn làm kinh triệu doãn, lần trước suýt chút nữa bị bãi quan, lần này cũng không muốn làm thiêu thân gì nữa. Khi ba người vào đến trong cung, Hoàng Thái Hậu nhìn thư bỏ vợ Lương đại nhân đưa tới một chút, hỏi Mộ Dung Khanh, ngươi chắc chắn là Tiêu Kiêu viết ư? Là bút tích của Tiêu Kiêu, Mộ Dung Khanh nói. 26 tháng 11, không phải đó là ngày hắn thành thân sao? Hoàng Thái Hậu hỏi. Chắc vậy. Hoàng Thái Hậu khẽ thở dài, Lương đại nhân, ngươi đi ra ngoài trước, ai ra nói mấy câu với vương gia. Rõ, Lương đại nhân đáp lời rồi đi ra ngoài, lăn lộn ở quan trường đã lâu, hắn biết, có một số việc biết được càng nhiều bản thân càng gặp nguy hiểm, cho nên, hắn không muốn biết. Sau khi Lương đại nhân khi ra ngoài, Hoàng Thái Hậu nói, ngày kết hôn đã có thư bỏ vợ, đây là hắn kháng nghị với Hoàng đế, nhưng phong thư bỏ vợ này, chỉ lấy thân phận Tiêu Kiêu bỏ vợ, còn hứa hẹn Hàn Thanh Thu có thể tiếp tục ở tại Hầu Phủ. Hàn Thanh Thu quyết định sẽ không công khai phong thư bỏ vợ này, nàng còn phải làm phu nhân rạng rỡ của nàng, bởi vậy, hắn bỏ vợ cũng không có ai biết, chỉ là trong lòng hắn tự hiểu rõ mình không có phu nhân. Mẫu hậu có định công khai phong thư bỏ vợ này hay không? Thương Mai hỏi. Hoàng Thái Hậu có chút do dự, muốn công khai cũng không phải không được, nhưng phải Hầu gia thừa nhận phong thư bỏ vợ này, nhưng một khi Hầu phủ thừa nhận, thì Tiêu Kiêu sẽ bị hỏi tội. Kháng chỉ, tội danh này không nhỏ, không phải nói đánh mấy gậy liền không sao. Mẫu hậu, công tội bù nhau, mấy năm nay Tiêu Kiêu đóng giữ biên quan có công, được giảm tội cũng là thỏa đáng. Mộ Dung Khanh nhắc nhở. Nói như vậy còn nghe được, nhưng hiện tại hắn còn chưa rõ sống chết. Bắt hắn hỏi tội gì chứ? Hoàng Thái Hậu rầu rĩ. Chuyện này để sau hãy bàn, nhưng nhi thần đề nghị công khai phong thư bỏ vợ này. Mộ Dung Khanh nói. Dung Khanh, Hầu Phủ chưa chắc sẽ đồng ý, bởi vì, một khi công khai phong thư bỏ vợ này có nghĩa nhà họ Tiêu mang theo tội giang kháng chỉ bất tuân. Hoàng thượng vẫn còn đó, làm sao nhà họ Tiêu có thể không kiêng dè chứ? Thương Mai suy nghĩ một chút. Nếu như nói là bởi vì Hàn Thanh Thu bị nghi ngờ giết người thì sao? Bị nghi ngờ giết người? Hoàng Thái Hậu khẽ giật mình, có ý gì? Thương Mai nói, Hàn Thanh Thu đã từng sát hại thị nữ Giao Chỉ bên cạnh công chúa. Nếu như nói, vì Tiêu Kiêu hoài nghi nàng sát hại Giao Chỉ, phạm phải tội giết người, nên mới viết thư bỏ vợ. Nhưng mà nếu như nói hắn hoài nghi Hàn Thanh Thu sát hại Giao Chỉ, tại sao hắn không báo lên quan phủ? Nếu bàn đến chuyện này, Tiêu Kiêu còn phạm tội bao che? Hoàng Thái Hậu nói, Thương Mai nói, cho nên mới nói là hoài nghi, nhưng không có bằng chứng, bởi vì không hề có chứng cứ, mặc dù vì hoài nghi mà bỏ vợ có chút lỗ mãng, nhưng nếu thật bàn đến, có thể lý giải, chịu tội cũng có thể nhẹ một chút, càng sẽ không liên lụy đến Hầu Phủ. Hoàng Thái Hậu gật đầu, chủ ý này không tệ, để xem phía Hầu gia nói thế nào. Chương 399, chú ý chừng mực. Xử lý xong chuyện này. Thương Mai lập tức chủ động nói với Lương đại nhân chuyện tối qua đi tìm Hàn Thanh Thu. Nói cách khác, sau khi Vương Phi nói chuyện xong với Hàn Thanh Thu là đi ngay. Đúng vậy, thị nữ có thể làm chứng.
Thị nữ đúng là nói như vậy, còn nói sau khi Vương Phi đi, Hàn Thanh Thu vẫn tỉnh táo, không có dấu hiệu trúng độc, hơn nữa còn nói chuyện với thị nữ một hồi lâu, thị nữ nói cảm xúc của nàng hết sức kích động, còn khóc một trận. Lương Đại Nhân nói, Hoàng Thái Hậu hờ hững xen vào, có thể nàng uống thuốc độc tự vẫn hay không? Bẩm Hoàng Thái Hậu, đây cũng có khả năng, nhưng đã lật khắp cả phòng, cũng không tìm được thuốc độc lưu lại, cũng không tìm được giấy gói thuốc độc. Vậy nếu như chỉ là một viên thuốc, giấu trong tay áo, cũng không cần đóng gói. Hoàng Thái Hậu nói, tất nhiên Lương Đại Nhân vẫn có chút hoài nghi, nhưng nghe Hoàng Thái Hậu nói vậy, cũng dự định dùng cái này kết án. Dù sao, người của nhà họ Tiêu hình như cũng không để ý lắm, càng sẽ không truy cứu, việc này chỉ có Hoàng Thái Hậu ra lệnh truy cứu. Bây giờ ngay cả nàng cũng đã nói như vậy, hắn rất mừng không cần hao tâm tốn sức. Hắn do dự một chút, chỉ là, án này được giao hình bộ, vi thần nên làm thế nào? Mộ Dung Khanh khẽ mở miệng ngắt lời hắn, tối qua Hàn Thanh Thu từng đi thăm công chúa, khóc lóc nức nở trước người của phủ công chúa, nói nàng xin lỗi công chúa, bản vương suy đoán, có lẽ vì áy náy nên nàng mới uống thuốc độc tự vẫn. Lương Đại Nhân lau mồ hôi trán một chút, vương gia nói có lý, có thể vì áy náy mà uống thuốc độc tự vẫn, cộng thêm chuyện thư bỏ vợ, tự vẫn chính là đã giải quyết xong chuyện rồi. Đi đi, Mộ Dung Khanh nói. Lương Đại Nhân vội vàng cáo lui. Chuyện này vốn tưởng sẽ rất khó làm, dù sao Hàn Thanh Thu thế nhưng là phu nhân đại tướng quân, không nghĩ tới lại vượt qua dễ dàng như vậy. Hoàng Thái Hậu cũng không muốn nghe vụ án của Hàn Thanh Thu nữa, chỉ nghĩ làm thế nào thuyết phục hầu gia. Mộ Dung Khanh và Thương Mai xuất cung, để bà một mình suy nghĩ. Trên đường, Thương Mai kể chuyện tối qua Đao lão đại nhìn thấy ra, tiểu đao nói chưa từng gặp người phụ nữ này, nàng ta lấy ra châm hoa của ta, chứng minh là từ vương phủ lấy đi. Là người vương phủ sao? Mộ Dung Khanh nói, là Phương Nhi, lão bát đã trở về. Phương Nhi là ai? Trước kia Thương Mai chưa từng nghe đến cái tên này. Phương Nhi là chị gái của Nhu Giao, là thứ xuất, bị trục xuất ra khỏi nhà, sau này theo lão bát đi Nam Quốc. Nghe ra là có chuyện xưa, vậy không phải cũng là em họ của người sao? Vì sao lại bị trục xuất khỏi gia môn? Thương Mai tò mò hỏi. Nguyên nhân cụ thể không rõ lắm. Nhưng có người nói có liên quan đến bản vương. Mộ Dung Khanh nhìn ngoài cửa sổ, vẻ mặt vô tội nói. Có liên quan đến người. Ai nói có liên quan đến người? Mọi người đều nói như vậy. Người đuổi nàng ta đi ư? Không thể nào, người cũng không có khả năng can thiệp chuyện nhà người ta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người đừng ngập ngừng nữa, mau nói. Thương Mai càng hiếu kỳ. Mộ Dung Khanh chậm rãi nói, nàng ta thích bản vương. Tóc Thương Mai lập tức dựng thẳng lên, cảnh giác nói, nàng ta thích người. Nàng ta cũng thích người. Không phải nói trước kia Nhu Giao thích người sao? Nghe Đao lão đại nói, đó là người phụ nữ đẹp nhất hắn từng gặp đời này. Mộ Dung Khanh buồn bã thở dài một hơi, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn Thương Mai, đúng vậy, có biện pháp nào đâu, bản vương trời sinh đã được phụ nữ thích. Cút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng. Thương Mai xù lông, bỗng nhiên lại tới một tình địch. Hơn nữa không hề có dấu hiệu báo trước. Mộ Dung Khanh nhún vai, chính là có một ngày, Phương Nhi bỗng nhiên tìm đến bản vương. Tên đầy đủ, nói tên đầy đủ của nàng, gọi Phương Nhi thân mật như vậy. Thương Mai tức giận nói. Được, tôn Phương Nhi bỗng tìm đến bản vương, nói nàng ta muốn gả cho bản vương, còn muốn ôm bản vương không thích phụ nữ chạm vào, liền đá văng nàng ta, không cẩn thận, cường độ có chút nặng, nàng ta đụng vào tường. Rồi ầm ĩ một trận, ầm ĩ đến trước mặt mẫu hậu, sau này không biết đã xảy ra chuyện gì, dù sao đã bị đuổi ra ngoài. Thương Mai trợn mắt hốc mồm, chỉ có vậy ư? Có vậy thôi, chuyện chính là như vậy, Mộ Dung Khanh nói. Thương Mai lạnh lùng thốt, lược bỏ rất nhiều điểm và chi tiết quan trọng, người gạt ta phải không? Mộ Dung Khanh nhìn nàng, nàng ta thích bản vương là chuyện của bản vương, giữa bản vương và nàng ta phát sinh chuyện gì, cũng là chuyện cũ của bản vương và nàng ta. Mặc dù nàng là vương phi của bản vương, nhưng nàng cũng không lạ gì bản vương, nàng không ngừng truy vấn kỳ quái, là có nguyên nhân gì đặc biệt sao? Ví dụ như, nàng không cẩn thận phát hiện nàng cũng thích bản vương. Thương Mai ngơ ngác một chút, không có chuyện như vậy, ta chỉ tò mò mà thôi, hỏi một chút nha, không có việc gì, không nói cũng không sao. Thương Mai trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không nói thì ta không có cách nào biết sao. Tiêu Thác, Tô Thanh chắc chắn biết. Nếu chỉ là hiếu kỳ, bản vương cũng không có nghĩa vụ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng.
Mộ Dung Khanh lạnh nhạt nói. Thương Mai liếc nhìn hắn, vậy giờ nàng ta đã gả cho Nam Hoài Vương sao? Không có, là mưu sĩ bên cạnh hắn. Mưu sĩ? Phương Nhi, Tôn Phương Nhi biết được chút bàng môn tả đạo như bói toán, tử vi tướng số vu cổ hạ độc, làm người lại hết sức ác độc còn có chút mưu kế, thêm nữa, lão bát không lấy được nhu dao, nên tìm trên người nàng ta chút an ủi, dù sao cẩu nam cẩu nữ đến cùng nhau. Cẩu nam nữ? Được, người độc miệng người thắng. Em họ Phương Nhi này của người am hiểu hạ độc và âm mưu, nhưng rõ ràng lần này âm mưu hãm hại ta cũng không cao minh lắm. Thương Mai nói, nàng ta cũng không muốn hãm hại nàng, nàng ta chỉ để nha môn xác định vì uống thuốc độc tự vẫn, bởi vì có liên quan đến nàng, nha môn sẽ nể mặt bản vương, cộng thêm phía Hàn Thanh Thu không ai truy cứu, cuối cùng tất nhiên sẽ lấy sợ tội tự vẫn định án. Hiểu rồi, một khi nha môn kết án, thì nàng ta sẽ không có chuyện gì, có phải loại độc này rất đặc biệt. Nàng ta sợ người ta sẽ truy ra nàng ta. Nàng ta am hiểu cổ độc, nàng tin hay không, nếu như hai ngày nữa nàng mổ Hàn Thanh Thu ra, nhất định có thể nhìn thấy rất nhiều cổ trùng bò ra từ trong bụng Hàn Thanh Thu. Ở hiện đại, giáo sư Lâm từng nói với Thương Mai về thuật vu cổ, hơn phân nửa là tại Miêu Cương và Thái Lan, vừa nghe thấy hai chữ vu cổ, người ta đã cảm thấy sợ hãi, bởi vì đúng là có không ít văn hiến và hình ảnh ghi chép qua liên quan tới sự đáng sợ của vu cổ, còn có thời điểm. Phương pháp giải cổ cũng hết sức dọa người. Mộ Dung Khanh nói giải phẫu Hàn Thanh Thu, sẽ thấy được cổ trùng, không có chút nào kỳ quái. Thương Mai hơi cảnh giác một chút, nếu nói bên cạnh Nam Hoài Vương có một người am hiểu dùng cổ độc, cô cũng phải nghiên cứu phương diện này một chút, nếu không, một khi bị hạ cổ cũng không biết chút nào. Không biết độc kinh của Lâm Lâm có liên quan tới ghi chép cổ độc hay không, cô phải tìm Lâm Lâm hỏi rõ một chút mới được. Mộ Dung Khanh rất kín miệng. Không cậy ra được chuyện giữa hắn và Phương Nhi, Thương Mai trở lại Lương Vương phủ nhìn thấy Nhu Dao, liền kéo Nhu Dao vào trong phòng. Mộ Dung Khanh cũng muốn theo vào, bị Thương Mai đẩy ra, phụ nữ nói chuyện phía mắc mớ gì tới người, cút ra ngoài. Mộ Dung Khanh nhìn Nhu Dao, ánh mắt cảnh cáo, nói chuyện với chị dâu ngươi thì nhớ chú ý chừng mực một chút, chớ nói lung tung. Nhu Dao có vẻ hơi bối rối, chuyện gì thế? Chương 400, bỏ lỡ cả đời. Thương Mai nhanh chóng đóng cửa lại, Mộ Dung Khanh cố chèn bắp chân vào, không cần đóng cửa, bản vương ở bên ngoài bảo vệ các ngươi. Thương Mai kéo Nhu Dao ra, nhìn chằm chằm hắn, người muốn làm gì? Mộ Dung Khanh lười biếng nói, không làm gì cả, gian phòng đó nàng có thể đi vào, bản vương cũng có thể đi vào, cũng không phải là của nàng. Vậy chúng ta đi Thính Vũ Hiên, Thương Mai kéo Nhu Dao. Bản vương cũng đi, Thính Vũ Hiên không phải chỗ của người nhỉ? Là của mẹ vợ của bản vương, ta đi thăm viếng mẹ vợ không cần nàng phê chuẩn chứ. Mộ Dung Khanh ngang ngược nói. Thương Mai tức giận nói, đủ rồi, hỏi người, người không nói, ta hỏi Nhu Dao còn không được sao. Nếu không người nói với ta, rốt cuộc Phương Nhi đã xảy ra chuyện gì? Nhu Dao giật mình, cái gì? Thương Mai ngươi nói cái gì? Phương Nhi ư? Không sai, đại tỷ của ngươi. Thương Mai nói. Nhu Dao chửi ầm lên. Nàng ta không phải đại tỷ của ta, nhà họ Tôn không có người này, nàng ta tốt nhất chết ở bên ngoài, đừng quay lại nữa, ta mà gặp được nàng ta cũng sẽ không tha nàng ta. Nói xong, nàng đẩy Thương Mai ra, chạy ra ngoài. Thương Mai kinh ngạc nhìn Mộ Dung Khanh, đã xảy ra chuyện gì? Sao Nhu Dao căm hận Phương Nhi như thế? Mộ Dung Khanh vẻ mặt vô tội nói, bản vương cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Thương Mai hận đến nghiến răng, nhưng lại không làm gì được hắn. Nếu hắn không bằng lòng nói, thì có dao mổ cạy miệng hắn cũng sẽ không nói. Nhưng Thương Mai chắc chắn giữa Phương Nhi và hắn nhất định đã từng xảy ra chuyện gì, nên mới bị đuổi ra khỏi nhà, còn bị người nhà căm hận như vậy, chuyện này nhất định rất nghiêm trọng. Đã không thể moi tin từ chỗ Nhu Dao, Thương Mai liền định hỏi Tiêu Thác, nhưng mà Tiêu Thác và Tô Thanh ra ngoài tìm Viên đại phu, đến nay còn chưa trở lại. Bất đắc dĩ, nàng đành phải đi thay thuốc cho Lương Vương. Lương Vương đã không sốt cao nữa, nhưng vẫn còn sốt nhẹ, vết thương có nhiễm trùng, độc chưa được trừ hoàn toàn, nhưng với Thương Mai mà nói, chưa từng xuất hiện triệu chứng uốn ván, đã có thể mổ heo trả thần rồi. Lương Vương có thể hơi chuyển động cơ thể, Thương Mai kiểm tra xương cốt cho hắn, đau đến mức hắn rên hừ hừ, ý nhi căng thẳng ở bên cạnh nhìn xem, mở miệng nói, Vương Phi, ngươi nhẹ chút, nhẹ chút. Thương Mai cười nói, đau nhức là chuyện tốt, ít nhất chứng minh thần kinh không bị hoại tử. Ý nhi không hiểu, thì thầm, sao đau nhức lại là chuyện tốt chứ? Đau nhức không hề tốt đâu.
xương đùi bị đánh gãy, xương bắp đùi cũng bị gãy, Thương Mai khẽ thở dài, Lương Vương, trận đánh này cũng không biết là phúc hay là họa, ít nhất ta không cần đánh gãy chân của ngươi nữa. Lương Vương cắn chặt hàm răng nhịn đau hỏi, sao nói thế? Mẫu hậu ngươi đã đánh gãy đúng đoạn trước đó ngươi từng bị gãy, cho nên, chờ thương thế ngươi chuyển biến tốt đẹp thì có thể trực tiếp trị liệu. Thương Mai nói. Lương Vương không lên tiếng, cau mày. Thương Mai cất cao giọng, ngươi còn chưa định chữa trị chân của mình sao? Hay là muốn từ bỏ bản thân? Lương Vương khẽ lắc đầu, không, Thương Mai, dù dùng hết tất cả các biện pháp, cũng phải chữa khỏi cho bản vương. Vậy là tốt rồi, Thương Mai thở phào nhẹ nhõm, cô thật sợ hắn cứ thế từ bỏ. Ý Nhi nhìn Thương Mai, khẽ hỏi, Vương Phi, vậy hiện tại hắn không nguy hiểm tính mạng nữa phải không? Thương Mai nói, tiến triển không tệ, nhưng có nhiễm trùng, sợ nhất là phát sốt lại, Ý Nhi, người phải chăm sóc hắn cẩn thận, có chuyện gì thì cứ gọi ta. Được, Ý Nhi vẫn không yên lòng đuổi theo hỏi, vậy còn có thể bị nguy hiểm hay không? Thương Mai nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng nhíu mày, cũng không đành lòng khiến nàng lo lắng khó chịu, nói chỉ cần cứ tiến triển tốt đẹp như thế này, cơ bản không có nguy hiểm. Vậy là vẫn chưa chắc chắn, Ý Nhi nói. Lương Vương nói, Ý Nhi, ta sẽ không sao đâu. Ý Nhi nở nụ cười, tất nhiên rồi, người chắc chắn không có chuyện gì. Thương Mai cầm băng gạc đổi ra, nói, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi xem Tiêu Thác trở lại chưa. Lương Vương gọi lại nàng, còn chưa tìm được viên đại phu sao? Vẫn chưa. Lương Vương khẽ thở dài, biển người mênh mông, muốn tìm một người, nói nghe thì dễ. Thương Mai an ủi, yên tâm, nàng sẽ không có chuyện gì. Thương Mai cầm đồ vật muốn đi ra ngoài, bỗng lại nhớ tới chuyện Phương Nhi, có lẽ thân vương biết gì đó cũng không chừng. Cô quay người, nhìn Lương Vương, đúng rồi, Phương Nhi đã trở về rồi, có ai nói cho ngươi chưa? Lương Vương thản nhiên nói, nàng ta trở về có nghĩa Nam Hoài Vương cũng trở về. Nhìn dáng vẻ là biết nội tình, cô ném đồ vật ra bên ngoài, không nhìn thấy Mộ Dung Khanh, vội vàng đóng cửa lại. Ngươi nói ta biết, rốt cuộc Phương Nhi đã xảy ra chuyện gì? Năm đó nàng ta thích vương gia như vậy, tại sao cuối cùng lại bị đuổi ra khỏi nhà? Thương Mai hỏi. Lương Vương nói, ngươi không đi hỏi Hoàng Thúc, hỏi bản vương làm gì? Hắn bận bịu, chẳng buồn nói với ta. Thương Mai nói. Lương Vương mỉm cười, hắn không nói đúng không? Ừ, hắn không nói, nhưng ngươi có thể nói, ngươi nói cho ta đi. Lương Vương nói, không được, hắn không nói, bản vương cũng không thể nói. Thương Mai không khỏi nhụt chí, được, không nói thì thôi. Cô vừa định ra ngoài, Ý Nhi lại nói, tại sao ngươi không nói cho nàng chứ? Xem ra nàng rất muốn biết. Lương Vương dịu dàng nói, đây là việc riêng của người ta nói cho nàng nghe không tiện lắm. Có cái gì mà quan trọng, ta cũng đã nói chuyện riêng của chúng ta với Trần Nhị Ca nghe rồi. Ý Nhi nói, chuyện riêng của chúng ta, ánh mắt Lương Vương sáng lên, chúng ta có gì việc riêng gì sao? Ý Nhi nói, ngươi nói cho Vương Phi, ta sẽ nói cho ngươi. Thương Mai gần như muốn hôn Ý Nhi một cái, cô gái nhỏ này có tiền đồ. Ánh mắt cô rạng rỡ nhìn Lương Vương, ta thật sự rất tò mò, rốt cuộc Ý Nhi đã nói với Trần Ninh chuyện riêng gì của các ngươi thế. Ý Nhi không biết Thương Mai đang khích tướng Lương Vương, chỉ tưởng cô là thật tò mò, liền trực tiếp nói chuyện chúng ta muốn thành thân. Thật xa, ngươi thật nói như vậy ư? Lương Vương hết sức vui mừng. Cả người phấn chấn. Thương Mai nhún hai vai, lời khen ngợi thật đúng là không thể tùy tiện nói, vừa nói đã không đáng khen rồi. Ý Nhi nhìn Lương Vương nói, ta đã nói xong, tới phiên ngươi. Lương Vương làm sao có thể từ chối Ý Nhi, hơn nữa, hắn cũng biết đã Phương Nhi trở về, như vậy chuyện này cũng không gạt được, dù hắn không nói, Tiêu Thác, Tô Thanh cũng sẽ nói, nhất là Tiêu Thác, tên ngốc đó không chịu được miệng lưỡi của Hạ Hồ Ly. Thế là, hắn lập tức nói chuyện năm đó nói ra. Thì ra, năm đó Tôn Phương Nhi và Nhu Giao đều thích Mộ Dung Khanh, bắt đầu chỉ là Nhu Giao thích, bởi vì Tôn Phương Nhi là thứ nữ, trong nhà cũng không được sủng ái, có rất ít cơ hội gặp người. Trước đó nàng ta rất ít khi chạm mặt Mộ Dung Khanh, đến tận khi có một lần, Quý Thái Phi sinh nhật, sức khỏe Nhu Giao không tốt, Tôn Phu Nhân liền dẫn nàng ta đi. Ngày ấy, thật ra Tôn Phương Nhi cũng không thoải mái, nhưng nàng ta sợ sau khi nói ra, phu nhân sẽ không mang nàng ta ra ngoài nữa, nên nàng ta cố gắng chống đỡ. Kết quả, khi đang dạo chơi vườn hoa ngắm hoa, nàng ta bỗng nhiên té xỉu, là Mộ Dung Khanh đỡ nàng, lại ấn vào huyệt nhân trung nàng ta mới cứu tỉnh,
lúc ấy Mộ Dung Khanh còn để cho người ta đi tìm đại phu chữa trị cho nàng ta, cứ như vậy, nàng ta liền coi trọng Mộ Dung Khanh. Xem như một lần nhìn thấy vương gia đẹp trai mà lỡ cả một đời. Chương 401, Hầu gia không đồng ý. Nội dung câu chuyện tiếp theo sau đó đã trở nên tương đối cẩu huyết, Tôn Phương Nhi bắt đầu cuộc chiến tranh đoạt thượng vị, mẫu thân của nàng ta đã tốn một số tiền lớn để mời cho nàng ta một vị sư phụ người Miêu Cương, dạy nàng ta thuật phu cổ, vị sư phụ này cũng coi như là có chút tài năng, biết một ít y thuật bói toán, lúc ban đầu vô cùng kính trọng sư phụ, làm cho sư phụ hài lòng đến nỗi dạy cho nàng ta hết tất cả những gì ông ta biết, đương nhiên, có một câu nói cổ là đồ đệ thành tài sư phụ chết đói. Trong trường hợp của Tôn Phương Nhi và sư phụ, thực sự chính là đồ đệ đã thành tài hại chết sư phụ. Sau khi Tôn Phương Nhi xuất sư, người đầu tiên mà nàng ta giết chính là sư phụ, cổ độc được dùng cũng chính là cổ độc mà sư phụ của nàng ta dạy. Không có thuốc nào cứu được, sư phụ của nàng ta liền đi đời nhà ma. Sau đó nàng ta đã giết mẹ ruột của mình, dùng thân phận là trẻ mồ côi quỳ trước cửa của chính thất phu nhân, Tôn phu nhân vốn là một nữ nhân mềm lòng. Thấy nàng ta đáng thương liền đối xử với nàng ta như là con gái ruột của mình, từ đó về sau, hễ đi đâu đều dẫn theo nàng ta và Nhu Nhi. Rốt cuộc nàng ta cũng đã tìm được cơ hội hạ ái hận cổ với Mộ Dung Khanh, loại cổ này rất đáng sợ, không có thuốc giải, một khi đã trúng ái hận cổ thì gần như không có cách nào giải được. Mộ Dung Khanh bị nàng ta mê hoặc nửa tháng, hơn nữa cuối cùng lại còn nói với Hoàng Thái Hậu muốn cưới nàng ta. Hoàng Thái Hậu đương nhiên là không đồng ý. Bảo hắn tự mình đến Hàn Sơn hỏi Thái Hoàng Thái Hậu, hắn còn thật sự không chùn bước mà đi tới đó. Nhưng mà sau khi hắn trở lại sai người bắt lấy Tôn Phương Nhi, hắn cho Tôn Phương Nhi ăn một viên thuốc, Tô Phương Nhi ngay lúc đó liền thừa nhận nàng ta đã hạ cổ hắn. Ở triều đại này, cổ độc và lời nguyền đều là thuật trấn yểm, là vật cấm, nhà họ Tôn đương nhiên phải trục xuất nàng ta ra khỏi gia môn. Tôn Phương Nhi đi cầu xin Tôn Phu Nhân, nhưng mà Tôn Phu Nhân lại không mềm lòng. Dưới cơn giận dữ Tôn Phương Nhi đã hạ cổ độc Tôn Phu Nhân kém chút nữa thì mất mạng, may mà được An Nhiên Lão Vương ra cứu giúp mới có thể sống tiếp được, chỉ tiếc là độc tính của cổ độc lại khiến bà ta mất đi thính lực. Sau khi Thương Mai nghe xong rất là khiếp sợ, chẳng trách Nhu Nhi căm hận nàng ta như vậy, chẳng trách Mộ Dung Khanh không muốn nhắc tới nàng ta, thì ra lại có chuyện như vậy. Đúng vậy, từ sau lần đó Hoàng Thúc liền trở nên căm ghét nữ nhân, không cho phép bất cứ nữ nhân nào đến gần. Nghe nói là bởi vì lúc mà thúc ấy si mê Tôn Phương Nhi đã từng ôm thúc ấy. Lương Vương nói, Thương Mai nhíu mày, chỉ là từng ôm qua. Nghe đó còn hôn nữa, dù sao thì sau đó Hoàng Thúc trong một tháng đều dùng rượu mạnh để xúc miệng. Thương Mai cười nói, đứa nhỏ đáng thương này. Lương Vương nói, ngươi còn cười được à? Tô Phương Nhi này thật sự là một người vô cùng ác độc, ngay cả mẹ ruột và sư phụ của nàng ta cũng có thể hạ thủ. Sau này nàng ta đầu phục Nam Hoài Vương, theo ông ta đến Nam Quốc, lần này bọn họ trở lại sợ rằng sẽ không dễ dàng rời khỏi. Ta biết. Thương Mai gật đầu. Thương Mai xoay người đi ra ngoài, Đao Lão Đại đúng lúc có việc đến tìm, sau khi hẳn ta nói vài câu với Thương Mai mừng rỡ, liền cùng Đao Lão Đại rời đi. Đến buổi tối cô mới trở lại, Mộ Dung Khanh không vui vẻ gì mà hỏi cô, người đi đâu vậy? Thương Mai ghé vào bên tai của hẳn nói mấy câu. Mộ Dung Khanh à một tiếng, thật sao? Cực kỳ chắc chắn, Thương Mai nói. Mộ Dung Khanh ừ một tiếng, cũng không tỏ ra vui mừng, dường như là việc trong dự đoán. Lại nói Hoàng Thái Hậu truyền Hầu gia vào cung, cho Hậu gia xem hưu thư, mi tâm của Hầu gia nhíu chặt, quỳ trên mặt đất, Thái Hậu hưu thư này không thể truyền ra ngoài, lão thân cũng sẽ không thừa nhận. Hoàng Thái Hậu nói, cho dù truyền ra ngoài, ai ra cho rằng cũng không sao cả, Hầu gia cần gì cố chấp. Hầu gia lắc đầu, không phải vi thần cố chấp, mà là hưu thư này lai lịch bất minh, mặc dù là nét chữ của Tiêu Kiêu, nhưng mà vẫn chưa được trong nhà đồng ý, càng không phải là do Hàn Thanh Thu lấy ra, có lẽ, chỉ là Tiêu Kiêu viết chơi thôi. Hoàng Thái Hậu nói, người hẳn là biết, Tiêu Kiêu không bằng lòng lấy Hàn Thanh Thu, hắn chỉ là bất đắc dĩ mới làm mà thôi. Không, Thái Hậu đừng nói như vậy, Tiêu Kiêu là tự nguyện. Hầu gia sửa lại lời của Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu khẽ thở dài. Biết Hầu gia làm người thận trọng, ông ta từ đầu đến cuối đều sợ Tiêu Kiêu lấy công chúa, cho dù chỉ là cưới một cỗ thi thể, ông ta cũng sợ, bởi vì thế lực sau lưng công chúa cho dù sau khi nàng ta chết đi cũng vẫn tồn tại, cũng sẽ quy thuận nhà họ Tiêu. Ông ta sợ, bởi vì ông ta biết hoàng đế kiêng dè nhà họ Tiêu, ông ta sẽ dùng hết sức bảo vệ nhà họ Tiêu không xảy ra bất cứ chuyện gì.
Hoàng Thái Hậu vốn còn trông mong hầu gia sẽ đồng ý, nhưng mà hầu gia cố chấp như vậy, lại nói nữa cũng sẽ không đồng ý. Bà ta thở dài nói, thôi bỏ đi, ngươi đi đi, ai ra không ép ngươi, ai ra chỉ là thương cho bọn họ. Hầu gia trầm mặc một lúc, trong mắt có chút phức tạp, ông không thương sao? Ông ta thương, thương hơn bất kỳ ai, nhưng mà, ông ta có cách gì? Hoàng thượng vẫn còn, hoàng thượng một ngày còn kiêng dè nhà họ Tiêu đều phải sống khiêm tốn. Hầu gia không đồng ý, người được chọn làm phò mã lại phải trình lên lại lần nữa. Thôi đại nhân lần này tiến cử một người, làm cho Hoàng Thái Hậu có chút bất ngờ, thôi đại nhân vậy mà lại tiến cử cháu trai của Lương Thái Phó Lương Thụ Lâm. Hoàng Thái Hậu sai người nghe ngóng, biết được Lương Thụ Lâm ở trong nhà không được xem trọng, tuy là người cơ chí lại vẫn luôn khuất phục làm thống lĩnh thị vệ ở Đông Cung. Đối với những người được tiến cử của các đại nhân khác, Hoàng Thái Hậu đều không thèm nhìn, bởi vì người tiến cử vốn cũng miệng phục lòng không phục, đều lọt vào cuộc chiến tranh giành quyền lợi, chỉ có thôi đại nhân. Ông ta vẫn luôn ủng hộ Nhiếp Chính Vương, và lại làm người cương trực công chính, nhậm chức thượng thư nhiều năm, chiến tích lẫy lừng, là quan viên thật sự vì công việc. Cho nên, Hoàng Thái Hậu đối với người mà ông ta tiến cử, cũng nhìn với con mắt khác. Đúng lúc gặp Quý Thái Phi vào cung, Hoàng Thái Hậu liền nói về Lương Thụ Lâm với bà ta. Quý Thái Phi hoàn toàn không biết gì về người này, nhưng mà nghe thấy là người của Lương Thái Phó, bà ta liền có chút không đồng ý, gả cho người của nhà họ Lương. Vậy không tốt lắm nhỉ? Vô hình chung không phải là khiến nhà họ Lương lớn mạnh hơn sao? Hoàng Thái Hậu nói, chuyện này không có đâu, ai ra đã sai người điều tra, phát hiện tình cảm của Lương Thụ Lâm và Thái Phó không tốt, Thái Phó cũng luôn chèn ép đứa cháu trai này, Lương Thụ Lâm mà ở nhà họ Lương, có thể nói là người ngoài, là người vươn lên từ trong những áp bức khó khăn đã nhận được. Vậy phẩm hạnh thì sao? Quý Thái Phi hỏi. Phẩm hạnh không tệ. Ai ra đã hỏi qua những thị vệ cộng sự với hắn, đều nói nhân phẩm của hắn rất tốt, văn võ song toàn, làm người không có dã tâm gì, Thái Phó lạnh nhạt với hắn như vậy, hắn cũng chưa từng oán trách, chỉ làm tốt công việc của mình. Quý Thái Phi nghe nói như vậy, thản nhiên nói, nếu như vẫn còn người khác, hay là xem tiếp đi. Xem không nổi, ai ra đã sai người đi hỏi Thương Mai, Tráng Tráng nếu như châm cứu lần nữa, cũng chỉ có thể duy trì 2-3 ngày, cho nên, cần phải mau chóng quyết định chuyện này. Quý Thái Phi không lên tiếng nữa, hai người trầm mặc một lúc, Hoàng Thái Hậu là vì đau lòng cho Tráng Tráng, Quý Thái Phi lại tỏ ra không quan tâm việc này lắm. Đúng rồi, lão bát trở về chưa? Hoàng Thái Hậu hỏi. Hẳn là 2 ngày nay đã đến rồi, Quý Thái Phi nói một cách trầm tĩnh. Hoàng Thái Hậu nhìn bà ta, lão bát trở về rồi, người có thể yên tâm rồi chứ? Lần này mẹ con hai người vui vẻ mà gặp nhau đi, nếu không lần này xa nhau. Lần sau gặp lại cũng không chắc được là khi nào. Quý Thái Phi cười nhạt, bây giờ đã nghĩ thông rồi, nếu như thật sự nhớ nhi tử cực kỳ, thì liền đi thăm nó, bộ xương già này của ta, vẫn còn có thể đi được, lớn tuổi hơn chút nữa cũng khó nói. Người nghĩ được như vậy là tốt rồi, người và A Khanh cãi thành như vậy, lão bát trở về nếu như có thể điều hòa một chút cũng không tệ, chỉ là hai huynh đệ này đó, cũng không vừa mắt nhau, thôi đi. Con cháu tự có phúc của con cháu, chúng ta không nên quan tâm nhiều như vậy. Trong mắt của Quý Thái Phi xẹt qua tia sáng, đúng vậy, không quan tâm nữa. Chương 402, hôn sự đã định. Ngày hôm sau lúc nghị sự, Mộ Dung Khanh gọi Thôi đại nhân lại, nghe Hoàng Thái Hậu nói, ngươi tiến cử Lương Thụ Lâm làm phò mã, đúng không? Thôi đại nhân nói, đúng vậy, vương gia cũng đã nghe rồi sao? Lương thống lĩnh làm người nhiệt tình, thành thật trung hậu. Điều khó có được nhất là hắn cũng rất thích công chúa. Mộ Dung Khanh nghe Thôi đại nhân khen Lương Thụ Lâm không ngớt miệng, cười nhạt, cầm ngọc ban chỉ chơi trong tay, bổn vương vậy mà lại không biết Thôi đại nhân cũng có qua lại với nhà họ Lương. Thôi đại nhân sững người, liên tục xua tay, vương gia đừng hiểu lầm, hạ quan hoàn toàn không có qua lại với Thái Phó, chỉ là Lương Thụ Lâm này, ngày trước từng cứu hạ quan một mạng, là ân nhân của hạ quan, sau này hạ quan mở tiệc chiêu đãi để cảm tạ hắn, hắn từ chối không đến. Là hạ quan 3 lần 4 lượt mời hắn mới tới, sau này thông qua cuộc nói chuyện, mới biết thì ra hẳn ở nhà họ Lương không được xem trọng, Thái Phó cũng không thích hắn, bị chèn ép. Từng cứu ngươi một mạng, đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Khanh nheo mắt hỏi. Thôi đại nhân nói ra thì cũng là chuyện của 3 hôm trước rồi, hạ quan trên đường trở về nhà, gặp phải thích khách, may mà Lương thống lĩnh vừa khéo đi qua, làm thích khách bị thương, cứu hạ quan một mạng, nếu không thì chỉ sợ hạ quan đã mất mạng rồi. Lại có chuyện như vậy, Mộ Dung Khanh giận dữ nói, dưới chân thiên tử,
lại dám hành thích quan viên đại chu ta, thích khách đã bắt lại chưa? Chưa bắt được, chạy rồi thôi, đại nhân bất đắc dĩ nói, chuyện này cũng không có gì cả, hạ quan làm việc tương đối hà khắc, tự nhiên đã đắc. Tội nhiều người, có người muốn lấy mạng của hạ quan cũng không kỳ lạ. Loại chuyện này, trước kia có từng xảy ra? Mộ Dung Khanh hỏi. Chưa từng, đây là lần đầu tiên, cho nên hạ quan mới không có đề phòng. Sau này nên cẩn thận hơn, bổn vương sẽ phái người bảo vệ sự an nguy của ngươi, đúng rồi, ngươi nói hắn cực kỳ thích công chúa, là nghe được từ đâu? Mộ Dung Khanh hỏi. Thôi đại nhân cười nói, đêm đó nói chuyện với Lương Thụ Lâm, mới biết thì ra hắn vẫn luôn ái mộ công chúa, nhưng mà biết thân phận của bản thân thấp kém, không dám cầu hôn, bởi vì trong lòng có công chúa, hắn đến bây giờ vẫn chưa từng lấy vợ, cũng xem như là thâm tình cực kỳ rồi. Là hắn kêu ngươi tiến cử hắn làm phò mã sao? Không phải, chỉ là sau khi nghe thấy những lời này của hắn, hạ quan liên hỏi hắn, bây giờ vẫn bằng lòng lấy công chúa không? Hắn nói câu còn không được, nhưng mà cũng biết Hoàng Thái Hậu sẽ không thích hắn cho nên không dám nói ra, thế là, hạ quan liền dâng thư tiến cử cho Hoàng Thái Hậu, cũng coi như là báo đáp ân cứu mạng của hắn. Mộ Dung Khanh gật đầu, thì ra là vậy. Sau đó hắn lại tỉ mỉ hỏi một chút về chi tiết bị ám sát, sau khi hỏi xong, trong lòng hắn liền hiểu rõ. Sau khi xuất cung, hắn sai Nghiêm Vinh âm thầm tra xét chuyện này. Vương gia nghi ngờ chuyện ám sát là có người sắp đặt sao? Nghiêm Vinh hỏi. Không sai, Thôi đại nhân nói, võ công của thích khách đó không cao, ông ta không biết võ công cũng có thể tránh né mấy lần, nhưng mà lấy võ công của Lương Thụ Lâm lại chỉ làm hắn ta bị thương mà không có cách nào bắt được, còn để cho hắn ta chạy, có thể không làm người khác nghi ngờ sao? Nghiêm Vinh nói, có lẽ, bởi vì hắn ta lo lắng cho Thôi đại nhân, cho nên không đuổi theo thích khách. Thôi đại nhân không có bị thương, lại có hạ nhân chăm sóc, hơn nữa, không lần đuổi, võ công của Lương Thụ Lâm rất tốt, ba bốn thị vệ ở trong cung, cũng không thể đến gần hắn ta, một tên thích khách võ công tâm thường hắn ta không cần 10 chiêu cũng có thể bắt được. Vậy chắc chắn là diễn kịch rồi, Thôi đại nhân không biết võ công, cho nên không nhìn ra. Nghiêm Vinh chắp tay, thuộc hạ lập tức đi tra. Muốn tra chuyện của đêm hôm đó, không khó chút nào. Nghiêm Vinh trước tiên tìm Thôi đại nhân và người đi theo ông ta tối hôm đó miêu tả lại ngoại hình của thích khách, tìm Đan Thanh huyện chúa vẽ ra, Thôi đại nhân nói thích khách bị thương, lại không có ghi chép ra khỏi thành, vậy người này vẫn còn ở trong thành, bị thương chắc chắn sẽ tìm đại phu, kiểm tra mấy y quán, liền đã nhận ra người trong tranh. Người này ở trong khách sạn Đông Lai, là người Tùy Châu, dùng hộ tịch Tùy Châu để đăng ký, vào thành đã hơn nửa năm, mỗi tháng đều đến nha môn đóng dấu tiếp. Đây có nghĩ là, người này định ở tạm trong kinh thành. Nghiêm Vinh cha thấy, hắn ta gần như không làm gì, cũng không kinh doanh, nhưng mà mỗi tháng đều có đủ tiền chi trả, ăn uống xa xỉ, ăn mặc giàu sang, giống như là có người nuôi. Nghiêm Vinh đem những gì đã điều tra được nói cho Mộ Dung Khanh, Mộ Dung Khanh nói, người điều tra thêm một chút, trong kinh có bao nhiêu người giống như hắn. Vương gia nghi ngờ. Bổn vương suy đoán, loại người như vậy không ít, bọn hắn hẳn là có người liên lạc. Nghĩ cách tìm ra người liên lạc này. Mộ Dung Khanh nói. Vâng, thuộc hạ lập tức đi tra. Hoàng Thái Hậu triệu Việt Đông Vương và Mộ Dung Khanh vào cung, bàn bạc về người được chọn làm phò mã, sau khi Việt Đông Vương xem qua, cũng cảm thấy Lương Thụ Lâm tương đối thích hợp. Thế là, hỏi ý kiến của Mộ Dung Khanh, Mộ Dung Khanh nói, bổn vương không có ý kiến. Hoàng Thái Hậu nói, nếu tất cả mọi người đều không có ý kiến, vậy chuyện này ai ra phải gặp Lương Thụ Lâm này một chút? Việt Đông Vương nói, hắn là chức quan nhỏ ở Đông Cung, gọi hẳn ta qua đây liền đi. Cũng được, Hoàng Thái Hậu liền sai người đi truyền Lương Thụ Lâm. Lương Thụ Lâm tuổi không lớn, nhưng mà bề ngoài tương đối lão luyện, người hơn 20, nhìn lại giống như là khoảng 30, nhưng mà vô hình chung lại cho người khác một ấn tượng thành thật trung hậu. Hơn nữa, hắn ta nói năng khéo léo, khiêm tốn lễ phép, không có chút thô lỗ của võ tướng, việc này làm cho Hoàng Thái Hậu rất vừa lòng. Ai ra nghe nói ngươi đã có ý với công chúa từ lâu, là thật sao? Sau khi Hoàng Thái Hậu tra xét một chút, liền bắt đầu hỏi vấn đề trọng tâm. Lương Thụ Lâm có chút không tự nhiên, thần tự biết không xứng với công chúa. Nam nhân trong thiên hạ đều không xứng với nàng ấy, nhưng mà, Hoàng Thái Hậu chỉ hỏi ngươi có phải là có cảm tình với nàng ấy. Việt Đông Vương nói, trong lòng của ông ta, tiểu muội muội này là người tốt đẹp nhất, bất cứ nam tử nào cũng không xứng. Ngay cả Tiêu Kiêu cũng không xứng. Nhưng mà, dù sao cũng phải tìm nhà chồng cho nàng, ôi, cây cải thảo trắng ông ta đã trồng 20 mấy năm.
Lương Thụ Lâm lập tức trả lời, vâng, thần thương mến công chúa đã lâu, nếu như có thể cưới công chúa làm vợ, thần không tiếc gì cả. Hoàng Thái Hậu vừa lòng gật đầu, vậy, nếu như ngươi lấy công chúa, phải ở trong phủ công chúa, coi như là tách ra khỏi nhà họ Lương, tiền tài thậm chí tất cả cơ hội qua lại cũng không được, ngươi bằng lòng không? Lương Thụ Lâm nói, thần bằng lòng. Hoàng Thái Hậu cười khẽ tốt, vậy ngươi trở về chuẩn bị trước đi, ai ra sẽ sai người nghĩ ý chỉ trước, sáng sớm ngày mai, ý chỉ sẽ tuyên đọc lúc lâm chiều, hôn sự liền định vào ngày mốt, có hơi vội vàng, nhưng mà, ngươi cũng biết đó, đây cũng là hết cách rồi. Thần không để ý hôn lễ có long trọng hay không, thần chỉ quan tâm tân nương. Lương Thụ Lâm nghẹn ngào nói, trong mắt dường như có nước mắt. Hoàng Thái Hậu thấy như vậy, còn nói hắn ta thật sự rất yêu công chúa. Tuy rằng nói người này không phải là người Tráng Tráng thích, nhưng mà được cái hẳn ta thích Tráng Tráng, cũng được hơn những kẻ vì tiền tài mà đến. Tráng Tráng là người đơn thuần, nàng thích tất cả những gì đơn thuần. Sau khi Lương Thụ Lâm đi, Hoàng Thái Hậu nhìn Mộ Dung Khanh, nhưng chuyện này cứ quyết định như vậy sao? Mẫu hậu là tẩu tử của tiểu cô, do người và Hoàng thúc định đoạt. Mộ Dung Khanh cười nói. Hoàng Thái Hậu nhìn hắn, ngươi cười rất là cổ quái, ai ra luôn cảm thấy ngươi có chuyện gì đó. Mộ Dung Khanh cười lớn, mẫu hậu, nhi thần cười vì vui, tiểu cô sắp xuất giá rồi. Nói xong, hắn đứng dậy cáo từ, ra đến cổng, nhìn thấy tôn công công khom người, hắn đứng lại nhìn tôn công công là người nhìn thấy tiểu cô Tráng Tráng trưởng thành đúng không? Chương 403, là người sai sử Dạ Vương. Tôn công công gật đầu, đúng vậy thưa vương gia, nô tài nhìn ngài, nhìn công chúa lớn lên. Nô tài còn nhớ rõ năm vương gia 5 tuổi ở trong cung của Thái Hậu đã nói là muốn thi với nô tài xem ai bản nước tiểu ra xa hơn. Mộ Dung Khanh khụ một tiếng, hằng giọng một cái, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói, chuyện này từ lâu lắm rồi nên bản vương vẫn cho rằng ngươi nhớ lầm người rồi, người ngươi nói hẳn là Tam Ca, hắn đối với mấy chuyện này tương đối chấp nhất, bất kể như thế nào thì cũng đừng nhắc lại nữa, bản vương chỉ muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có nguyện ý vì công chúa mà đi làm chút chuyện không? Tôn công công gật đầu, nô tài nguyện ý, bất kể là chuyện gì. Mộ Dung Khanh nói, vậy được. Hắn xích lại gần bên tai tôn công công nói một câu, tôn công công khẽ giật mình, vương gia thật sự định làm như vậy. Đúng thế, Mộ Dung Khanh nói, ngươi yên tâm, nếu mẫu hậu truy cứu xuống thì bản vương sẽ gánh tội thay ngươi. Nô tài không sợ, tôn công công mỉm cười, nô tài già rồi, chuyện gì cũng không để ý nữa. Mộ Dung Khanh nói, vậy bản vương thay công chúa cảm ơn công công. Mộ Dung Khanh đi được hai bước lại nghe thấy giọng nói của tôn công công, vương gia, nô tài nhớ rõ là ngài chứ không phải lễ thân vương. Mộ Dung Khanh lảo đảo một cái, nhanh chóng rời đi. Sau khi xuất cung, Mộ Dung Khanh dặn dò Nghiêm Vinh, ngươi lập tức sai người đi theo Lương Thụ Lâm, xem hắn đi nơi nào. Rõ, Nghiêm Vinh nhận lệnh rời đi. Hôm nay tâm trạng của Thương Mai rất tốt. Cô đi tìm Hồ Hạnh Nhi nhưng Mộ Dung Khanh lại không biết nên chạy ngược chạy xuôi tìm ở Lương Vương Phủ cũng như Phủ Công Chúa vẫn không thấy cô. Sau đó vẫn là Kim Thị Vệ thấy hắn đáng thương, nói, vương gia, ngài đang tìm Vương Phi à? Nàng tới Hồ gia rồi. Mộ Dung Khanh tức giận nói, sao ngươi không nói sớm? Vương gia cũng không có hỏi. Kim Thị Vệ vô tội nói. Nàng tới Hồ gia làm gì? Mộ Dung Khanh không tính toán với hắn ta. Nô tài cũng không biết ạ. Mộ Dung Khanh suy nghĩ một chút, đi thẳng đến Hồ gia. Vừa đi đến cửa phủ Hồ gia đã thấy Thương Mai đi ra, hắn oán trách nói, sau này nàng đi đâu có thể nói trước một tiếng không, có chuyện khẩn cấp tìm nàng cũng không tìm thấy đâu, khiến cho bản vương sắp vội muốn chết rồi đây này. Có chuyện gì vậy? Thương Mai thấy vẻ mặt hẳn trước khi xuất phát vội vàng, oán khí 10 phần, liền hỏi. Đương nhiên là chuyện quan trọng rồi, lên xe ngựa rồi nói. Mộ Dung Khanh không nói gì kéo cô lên xe ngựa. Sau khi lên xe ngựa, hẳn nói ra quyết định của Hoàng Thái Hậu, Thương Mai nghe xong liền nói, rất tốt. Đây chính là việc gấp mà người nói à? Chính là chuyện này, rất gấp. Đáy lòng Mộ Dung Khanh oán thầm rất nhiều nhưng cũng không thể nói là hắn nhớ cô được. Lời này không thể nói ra thì hô ly có thể lên trời rồi. Chuyện này không vội, trở về rồi nói cũng được, Thương Mai nói. Nàng tới tìm Hồ Hạnh Nhi có việc gì? Mộ Dung Khanh hỏi. Thương Mai nhìn hắn, hỏi một ít chuyện. Hỏi chuyện gì? Chuyện này vốn đã muốn hỏi từ lâu nhưng vẫn luôn bị trì hoãn, bây giờ cuối cùng cũng đã phát triển theo chiều hướng tốt, ta nhớ tới chuyện này nên tới hỏi. Thương Mai vẫn nhìn chăm chăm hắn như cũ.
Mộ Dung Khanh bị cô nhìn chằm chằm đến mức hơi run rẩy, chuyện gì vậy? Người còn nhớ lúc chúng ta thành thân, ta bị người ta bắt đi không? Sắc mặt Mộ Dung Khanh biến đổi nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, chuyện này à? Nhớ chứ, đương nhiên nhớ rõ rồi, khi đó bản vương lo lắng muốn chết. Thương Mai cười lạnh trong lòng nhưng ngoài mặt lại cực kỳ ôn nhu, ta vẫn không thể nào quên được chuyện đó, cứ nhớ tới ngày ta thành thân bị người ta ném vào vũng bùn thối là ta lại muốn giết người. Người nói có khéo hay không, ngày đó lúc An Nhiên lão vương ra tới, ta lại gặp được người bắt ta hôm đó. Mộ Dung Khanh a một tiếng, thật sao? Nàng nhìn thấy hắn à? Đúng rồi, nhắc tới An Nhiên lão vương ra mới nhớ không biết bây giờ Tiêu Kiêu như thế nào rồi nhỉ? Đúng vậy, ta đã gặp được hắn ta. Ôi, bản vương thật sự rất lo lắng cho Tiêu Kiêu, hay là sai người đi hỏi thăm một chút. Hắn vén rèm lên, bản vương có chút việc, dừng lại ở phía trước đi. Không cần, vương gia không có việc gì đâu, tiếp tục đánh xe. Thương Mai thâm trầm nói. Nàng làm cái gì vậy? Bản vương thật sự có chuyện, Mộ Dung Khanh tận tình khuyên bảo. Chuyện lớn bằng trời cũng không bằng chuyện bây giờ ta muốn nói. Thương Mai cản răng nghiến lợi nói, mất đi sự ôn nhu nên đương nhiên trên mặt là vẻ dữ tợn. Mộ Dung Khanh rất tức giận, nàng thì có thể có chuyện quan trọng gì? Việc đầu tiên của một người thê tử chính là không được trì hoãn chính sự của phu quân mình. Mai Mai, có chuyện gì tối về rồi nói. Người đi đi, người mà đi thì đêm nay chúng ta bắt đầu chia phòng ngủ. Thương Mai lạnh lùng thốt ra. Mộ Dung Khanh thở dài, vẻ mặt thất vọng nhìn cô, xưa này nữ nhân thông minh sẽ không dùng chuyện khuê phòng để áp chế phu quân mình. Hạ Thương Mai, gần đây nàng thật sự rất không biết điều. Thương Mai dứt khoát vén rèm lên, không sai, ta chính là như vậy đấy, người đi đi, ta trở về thu thập một chút, đêm nay dứt khoát chuyển về Thính Vũ Hiên. Mộ Dung Khanh buông rèm xuống, sâu xa nói, giữa phu thê với nhau có chuyện gì là không thể từ từ nói nào. Động một chút lại về nhà ngoại cũng không sáng suốt, mình thiệt thòi không nói còn khiến cho nhạc mẫu lo lắng. Nói lời vô dụng làm gì? Thương Mai nghe hắn nói nhăng nói cuội giả vờ quan tâm đến mình nhưng lại không đúng chủ đề thì lập tức nổi trận lôi đình, người lại làm nhảm nữa đi. Được, nàng nói đi, nói chuyện quan trọng của nàng đi. Dạ vương là cửu đệ của người đúng không? Thương Mai bắt đầu chất vấn. Cái này thì bản vương cũng không biết có phải hay không, dáng dấp cũng không quá giống với bản vương, hơn nữa phụ hoàng cũng không thích hắn, thật ra bản vương hoài nghi là hẳn được nhặt về. Tốt, nhặt về, nhưng có phải hắn thân với người nhất đúng không? Thương Mai nhịn, tiếp tục hỏi. Có lẽ là như vậy nhưng khi còn bé hắn hay cướp đồ của bản vương, hơn nữa bạn hắn nhiều, hắn đối với bằng hữu cũng rất tốt. Ý ta nói là trong nhiều huynh đệ như vậy. Hắn thân với người nhất đúng không? Thương Mai tiếp tục nhịn, nhưng giọng điệu đã không kiên nhẫn được nữa. Mộ Dung Khanh ngồi thẳng người lên, nói đến huynh đệ thì hắn có một đám huynh đệ kết bái, trong đó không thiếu cao thủ ở các nước khác, nghe nói minh chủ Võ Lâm cũng là huynh đệ kết bái của hắn đấy, người huynh đệ như bản vương này đổi với hẳn mà nói thì cũng không quan trọng bao nhiêu. Thương Mai dùng sức xoa khóe mắt, không được tức giận, không được tức giận, một khi tức giận sẽ nổ tung mất. Có phải người sai xử hắn bắt đi ta đúng không? Có phải chính người bảo hắn ném ta vào vũng bùn hay không? Thương Mai giận dữ hỏi. Cái này sao có thể? Mộ Dung Khanh hô to oan uổng, Thương Mai lạnh lùng nói thật thì ta sẽ tha thứ cho người còn nếu như người dám làm mà không dám thừa nhận thì ta sẽ lập tức về nhà ngoại. Mộ Dung Khanh cúi đầu, là ta chỉ điểm, nhưng mà... Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, trong mắt một mảnh hung ác, nhưng bản vương làm sai sao? Lúc ấy bản vương cũng không biết người trong kiệu hoa là nàng, có phải nàng cam tâm tình nguyện để bản vương cưới những nữ nhân khác qua cửa mới hài lòng đúng không? Có phải như vậy hay không? Thương Mai thấy hắn thừa nhận, vốn trong đầu đang suy nghĩ 100 phương pháp tra tấn hắn thì lại nghe thấy hắn bỗng nhiên nổi bão, hơn nữa nổi bão lại còn có chút đạo lý, chuyện này. Ta không có ý này. Vậy nàng có ý gì? Nếu như người trong kiệu hoa không phải là nàng mà là nữ nhân khác thì nàng hy vọng bản vương làm thế nào? Là hoan hoan hỉ hỉ cưới nàng ta vào cửa hay là ném nàng ta xuống hầm cầu? Tự nàng nói đi, Mộ Dung Khanh lấy lại uy nghiêm, nghiêm nghị chất vấn cô. Cái này, không cho phép ấp a ấp úng, mau nói. Thương Mai buồn bực phát hiện ra mình đã ở vào thế bị động. Nói đi, nói mau. Mộ Dung Khanh không bỏ qua cho cô còn tiếp tục ép hỏi, lúc ấy bản vương vì nàng, biết rõ là lão tổ tông tứ hôn nên cũng dám kháng chỉ nên chỉ định đem tân nương vứt bỏ. Nếu đối lại là nàng thì nàng có dám làm vậy không?
nàng còn oán trách bản vương. Bản vương biết là sẽ nguy hiểm có khi mất đầu, nhưng bản vương chỉ muốn bảo đảm là người bản vương muốn cưới là nàng, vậy mà nàng còn ở đây âm ý hỏi tội, nàng xứng đáng với một phen khổ tâm kia của bản vương sao? Thương Mai vén rèm lên, A Lộc, đi chậm một chút, ta có chuyện quan trọng lần xử lý. Sa Phu A Lộc ôm ôm nói, chậm cái gì chứ? Cứ tranh cãi đi, còn chưa đánh nhau mà. Chương 404, công chúa giàu nhất thiên hạ. Xe ngựa đi đến cổng phủ công chúa, Mộ Dung Khanh vẫn còn đang líu lo nói không ngừng, Thương Mai che lỗ tai lại, người đủ rồi đấy. Chẳng lẽ không đúng à? Nàng thông cảm cho một phen khổ tâm của bản vương sao? Chẳng lẽ nàng không nên nghĩ lại, không nên xin lỗi? Được, ta sai rồi, ta xin lỗi. Thương Mai không thể nào nghĩ thông được, trong chuyện này người duy nhất chịu thiệt là cô, người duy nhất chịu tra tấn cũng là cô, nhưng vì sao đến cuối cùng cô lại là người phải nói xin lỗi? Lúc này Mộ Dung Khanh mới yên tĩnh trở lại, nhưng vẫn lộ ra vẻ mặt chưa hết giận, vừa rồi nàng chất vấn bản vương khiến bản vương rất thương tâm, nàng xem đền bù như thế nào đi. Còn muốn đền bù, Thương Mai cao giọng. Không phải sao, tự nhiên bị nàng mắng một trận kia, Mộ Dung Khanh cũng cất cao giọng. Không phải người đã mắng lại rồi à? Ta không mắng về chuyện này, bản vương mảng nàng là bởi vì nàng đáng bị mắng, còn nàng mắng bản vương cảm thấy rất ấm. Thương Mai thừa dịp hắn đang thao thao bất tuyệt, nhìn chằm chằm hẳn hỏi, nghe nói trước kia người muốn cưới Tôn Phương Nhi. Ức, Mộ Dung Khanh mắng đến nghiệt, đây cũng là một cách để hắn nói ra sự ấm ức trong lòng, ý thức được tình thế đã đảo ngược, hắn lạnh. Lùng thốt ra, tự nàng ngẫm lại đi, bản vương mặc kệ nàng. Nói xong còn hừ một tiếng, phất tay áo đi vào. Thương Mai nhìn theo bóng lưng hắn, tiểu tử, sớm muộn gì ta cũng chỉnh chết ngươi. Nói cái gì đấy? Mộ Dung Khanh thính tai, đi đến trước hành lang bỗng nhiên quay đầu lại chất vấn, vẫn không phục đúng không? Hỏi người chuyện Phương Nhi đấy, Thương Mai lớn tiếng nói. Mộ Dung Khanh mắt điếc tai ngơ, quay đầu rời đi. Hai ngày nay Tô Thanh và Tiêu Thác đều đang tìm Viên đại phu, mệt mỏi vô cùng, chạng vạng tối ngày hôm nay trở về, hai người đều ủ rũ. Không hề có một chút tin tức nào, làm sao bây giờ? Thương Mai và Mộ Dung Khanh liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều tỏ ra rất lo lắng, Thương Mai nói, đúng vậy, biển người mênh mông rất khó tìm, nhưng cứ cố gắng hết sức là được. Tiêu Thác và Tô Thanh nhìn nhau, nhanh như vậy mà cô đã từ bỏ rồi. Trước đó không phải còn nói là dù có phải đào ba tấc đất cũng phải tìm ra Viên đại phu hay sao? Bây giờ lại bảo cố gắng hết sức là được. Tính ra cũng không dễ dàng như vậy, Tiêu Thác, chúng ta tùy tiện ăn một chút gì đã rồi tiếp tục ra ngoài tìm. Tô Thanh đứng lên, hắn ta không thể từ bỏ được. Mắt thấy sắp có manh mối rồi nên thật sự không thể nhận thua vào thời điểm này được. Tiêu Thác đứng lên, được, tới phòng bếp tìm gì đó một chút đã. Cầm Chi nói, cũng chỉ còn lại mấy cái bánh bao thôi, không còn gì khác nữa. Thế là hai người trong miệng cắn một miếng bánh bao rồi cầm trong tay định đi ra ngoài, Tô Thanh nuốt khan xuống suýt chút nữa nghẹn thở, Tiêu Thác vừa đi vừa vỗ lưng giúp hắn ta, có muốn uống chút nước không? Ra ngoài tìm gì uống đi, mau lên. Tô Thanh dướn cổ lên nuốt xuống, nói. Thương Mai và Mộ Dung Khanh nhìn nhau, Thương Mai nói, chúng ta có tàn nhẫn quá không? Nàng cũng có chút tàn nhẫn, Mộ Dung Khanh nói. Chỉ mình ta tàn nhẫn à? Không phải người ra chủ ý sao? Thương Mai vặn lông mày lên nói. Sao lại thành bản vương ra chủ ý? Ngày đó chính nàng nói mà, còn tự mãn nữa, Mộ Dung Khanh nói. Thương Mai biết mình không thể nào nói thẳng được hắn, mà này... Rốt cuộc là người và Phương Nhi đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói lúc trước còn muốn thành thân nữa mà. Mộ Dung Khanh không nể mặt, quay đầu đi không để ý tới cô, nhất định là tên tiểu tử A Toàn kia nói rồi, nàng biết tất cả mọi chuyện rồi còn giả vờ làm cái gì không biết, đáng ghét. Thương Mai rất thoải mái, cuối cùng cũng tìm ra cách trị hắn. Hơn nữa sau khi Lương Thụ Lâm rời khỏi cung còn trực tiếp đi thẳng tới Nhiếp Chính Vương phủ. Lương Thụ Lâm rất cẩn thận, còn đi vào từ cửa sau. Trong Thanh Ninh Các của Quý Thái Phi, Nghiêm Vinh lắng lặng ghé vào trên nóc nhà, võ công của Lương Thụ Lâm rất tốt nhưng vẫn không bằng Nghiêm Vinh quen thuộc với vương phủ này, nhất là khi Nghiêm Vinh đã biết mục đích của hắn ta nên đã sớm tiềm phục ở trên nóc nhà. Tham kiến Quý Thái Phi, sau khi Lương Thụ Lâm đi vào lập tức kính cẩn hành lễ. Đến rồi à, ngồi đi, âm cuối Quý Thái Phi kéo rất dài. Tạ Quý Thái Phi, Lương Thụ Lâm câu nệ ngồi xuống. Mọi chuyện ổn chứ, Quý Thái Phi hỏi. Lương Thụ Lâm trả lời, Hoàng Thái Hậu nói rõ là ngày Tảo Triều sẽ lập tức tuyên chỉ, từ
từ nay trở đi sẽ nhanh chóng xử lý hôn lễ. Vậy là tốt rồi. Lương Thụ Lâm do dự một chút, vậy, chuyện Quý Thái Phi đã hứa thì sẽ làm đúng không? Sốt ruột cái gì, ngươi cứ làm việc cho Ai Gia thật tốt thì đương nhiên Ai Gia sẽ không bạc đãi ngươi. Quý Thái Phi thản nhiên nói. Vi thần muốn nói là, Quý Thái Phi có thể thả Tử Diễm ra không? Lương Thụ Lâm hỏi. Quý Thái Phi cười lạnh, đồ si tình, ngươi yên tâm đi, cứ chờ làm phò mã của ngươi đi, còn Tử Diễm tự nhiên sẽ được đưa đến phủ công chúa hầu hạ ngươi. Nàng xuất thân hồng trần nên không thể làm thiếp của ngươi được, mà chỉ có thể làm nha đầu hầu hạ bên cạnh ngươi mà thôi. Lương Thụ Lâm thở ra một hơi, Quý Thái Phi an bài chu toàn, vi thần tạ ơn Quý Thái Phi. Cưới công chúa cũng được, hắn ta cũng không ngấp nghé những tài sản kia nhưng lại có thể có được danh phận phò mã, cả một đời không cưới thêm ai, nhưng như thế cũng là tác thành cho hắn ta và Tử Diễm rồi. Hơn nữa làm phò mã, mặc dù tiền tài đều cho hết Quý Thái Phi nhưng những người dưới tay công chúa kia đều trung thành với hắn ta, chỉ lần những người này thì hắn ta vẫn có đường sống sót. Được, ngươi đi về trước đi, sau này đừng trực tiếp tới đây nữa, Ai Gia muốn gặp ngươi thì sẽ sai người tới tìm ngươi. Quý Thái Phi nói. Vâng, vậy vi thần cáo lui trước. Lương Thụ Lâm đứng dậy cáo lui, hắn ta tự mình tới đây thật ra là muốn xem Nam Hoài Vương đã trở về chưa. Từ đầu đến cuối hắn ta đều cảm thấy vẫn phải có sự cam đoan của Nam Hoài Vương thì tốt hơn. Lương Thụ Lâm vừa đi, Quý Thái Phi liền bảo A Phúc ra ngoài giữ cửa. Một người từ trong đi ra, nụ cười âm tàn, mẫu phi, xem ra khoản di sản của tiểu cô này đều là của chúng ta rồi. Nếu như tất cả thuận lợi thì đúng là như vậy. Quý Thái Phi mỉm cười, dùng ánh mắt từ ái nhìn người trước mặt này. Người này chính là Nam Hoài Vương Phụng Chỉ Hồi Kinh. Lần trước hắn ta rời đi nhưng lại không trở về Nam Quốc mà lại ẩn núp ở gần kinh thành, lần này Hoàng Thái Hậu hạ chỉ, dựa theo lộ trình hắn ta chưa thể về tới nơi được cho nên chỉ có thể tạm thời trốn đi. Vậy Lương Thụ Lâm có thể trôi chảy giao ra hay không? Hắn ta hơi bận tâm hỏi. Quý Thái Phi nói, hắn ta không dám giấu giếm đâu, Ai Gia đã nắm được thóp của hắn ta trong tay, chờ hắn ta làm phò mã rồi Ai Gia sẽ xếp người vào làm ở phòng thu chỉ, kiểm soát tiền tài của công chúa. Ước chừng tính qua có bao nhiêu? Nam Hoài Vương hỏi. Đã cho người tính toán qua, bất động sản điền sản ruộng đất là cố định, hàng năm chỉ có thể thu tô, ruộng cho thuê một năm quy ra bạc đại khái là khoảng 1 vạn lượng, về phần tiền gửi của nàng ta ở cửa hàng bạc quốc tư có 3.300.000 lượng, còn châu báu đồ cổ trong phủ đoán chừng không dưới 30 vạn lượng. Nam Hoài Vương sửng sốt, nhiều như vậy à? Phải biết cho dù là mẫu phi thì một năm cũng chỉ có 3.000 lượng. Cho dù nàng ta là người làm chủ ở phủ trấn quốc công chúa nhưng cũng chỉ được 4-5 ngàn lượng bạc giống như hoàng hậu, vậy làm sao có thể có gia tài hơn 300 vạn được? Một năm các khoản thu thuế của Đại Chu cộng lại mới được hơn 2.000 vạn lượng. Nàng ta là nữ nhi của Huệ Đế, trải qua 3 triều hoàng đế cộng với trước khi đi Thái Hoàng Thái Hậu cũng đem hết vốn riêng của mình cho nàng ta, hơn nữa nàng ta cũng làm nhiều đầu tư kinh doanh khác nhau, có hợp tác với cả Hồ gia, những châu báu đồ cổ kia chỉ là mới tính sơ sơ thôi. Nếu tính toán chi tiết ra thì chắc chắn còn nhiều hơn nữa. Còn nữa, Ai Gia nghe nói nàng ta không chỉ đem bạc gửi ở cửa hàng bạc quốc tư mà còn gửi ở các cửa hàng bạc trong dân gian nữa. Nếu như là thật thì lão bát à, vị tiểu cô này của con đúng là giàu nhất thiên hạ rồi. Chương 405, chuẩn bị hôn sự. Nam Hoài Vương chỉ biết là Mộ Dung Tráng Tráng rất có tiền chứ không biết là có nhiều tiền như vậy. Hắn ta lập tức trở nên kích động, mẫu phi, có khoản bạc này thì chúng ta sẽ có thể mua thêm binh khí. Quý Thái Phi nói, lần trước con sai người truyền tin nói muốn mua sắm một loạt cung nỏ ở Đại Nguyệt Quốc, bây giờ có thể liên hệ với họ được rồi. Phải đợi đợt tiếp theo rồi, ngày đó con vào thành đã liên lạc với những người kia, nhóm bọn hắn đã hứa bán cho Liên Minh Võ Lâm rồi. Quý Thái Phi lạnh lùng nói, không thể chờ đợt tiếp theo được, chúng ta phải lấy trước. Chuyện này, Nhi Thần đã hỏi qua rồi, bọn hắn nói đã thỏa thuận xong với Liên Minh Võ Lâm, còn đưa tiền đặt cọc xong rồi. Vậy thì cho bọn hắn gấp đôi tiền đặt cọc, trước tiên lần phải lấy được những thứ kia, lần này con hồi kinh không được mang theo quá nhiều người, dưới tay Ai Gia có người nhưng lại thiếu binh khí, nên giữ lại bọn hắn để phòng vạn nhất. Rời đặt trước, nhưng một khi bọn hắn rời đặt trước thì tiền bồi thường đặt cọc kia chúng ta sẽ phải trả, bây giờ vẫn chưa lấy được bạc của tiểu cô tới tay, chúng ta lấy bạc ở đâu ra. Gấp đôi tiền đặt cọc thì Ai Gia vẫn lấy ra được. Con thương nghị với hắn ta bảo hắn ta tạm thời giữ lại cung nỏ cho chúng ta, chờ lấy được bạc rồi chúng ta sẽ trả cao hơn Liên Minh Võ Lâm một giá, những người này chỉ nhìn bạc, bạc nhiều là bọn hắn sẽ không quan tâm tới chữ tín nữa đâu.
Nam Hoài Vương suy nghĩ một chút, nhưng bạc kia vẫn chưa 10 phần chắc chín tới tay. Bây giờ là chắc 10 phần 10 rồi, còn đi đi, nghe ai ra, không có những vật này thì nhiều người hơn nữa cũng vô ích. Quý Thái Phi nói. Nam Hoài Vương thấy bà ta tự tin như vậy, nhân tiện nói, vậy thì tốt, nhỉ thần ngay lập tức đi liên hệ. Nhưng hắn ta lại lo lắng nói, mẫu phi, nếu chúng ta muốn chặn lại thì nhất định phải bảo đảm đưa đủ bạc cho người ta, nếu không sau này nhi thần chính là người không giữ chữ tín, chưa chắc bọn hẳn sẽ lại cùng làm ăn với nhi thần, hơn nữa những người kia cũng không phải dễ trêu vào, mặc dù chúng ta không sợ bọn hắn nhưng cũng không nên dây vào. Được rồi, với tính tình đắn đo do dự kia của con thì làm sao có thể làm được chuyện lớn. Không quả quyết, không có khí phách, điểm này con thật sự phải học tập ca ca của con một chút. Mặc dù hắn không hiếu thuận với mẫu phi nhưng quả thực hắn quyết đoán và có năng lực hơn con đấy. Quý Thái Phi không kiên nhẫn nói. Đáy mắt Nam Hoài Vương hiện lên một tia hận ý, nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy gì nữa. Vâng, nhi thần đi làm ngay đây. Quý Thái Phi lấy chìa khóa mở ngăn tủ rồi lấy ra một tờ ngân phiếu. Đây là tiền mẫu phi gửi ở trong cửa hàng bạc quốc tư. Con đi lấy hết toàn bộ ra đi, đi đi. Được, nhi thần sẽ đi ngay bây giờ. Nam Hoài Vương cầm ngân phiếu liền đi. Cái gọi là cửa hàng bạc quốc tư chính là tiên trang do triều đình mở để cho hầu tước hay hoàng thân gửi bạc. Cửa hàng bạc quốc tư sẽ đem những khoản bạc này đi cho vay sau đó thu lấy lợi tức. Cửa hàng bạc quốc tư rút ra hai thành lợi tức nộp vào trong quốc khố còn lại đem chút lợi tức dùng chu cấp cho các thành viên hoàng gia. Dân chúng bình thường không thể gửi tiền ở cửa hàng bạc quốc tư nên trong dân gian cũng có phú hào mở tiền trang và cửa hàng bạc. Nhưng tiên trang trong dân gian khá là phiền toái vì không thể sử dụng giữa các tiên trang khác nhau được. Nói một cách khác, Hồ Hạnh Nhi cũng có mở tiên trang đỉnh phong hào, bách tính gửi bạc vào đó, tiên trang chuyển thành ngân phiếu nhưng tấm ngân phiếu này chỉ có thể đổi bạc ở tiên trang đỉnh phong hào chứ không thể đổi được bạc ở các cửa hàng khác. Bởi vì ngân phiếu của cửa hàng bạc quốc tư chỉ có thể đổi bạc ở cửa hàng bạc quốc tư cho nên không thể trực tiếp đưa ngân phiếu này cho bọn buôn bán binh khí được. Mà chỉ có thể đem đổi bạc ra sau đó gửi vào các cửa hàng bạc trong dân gian để bọn chúng tự đến lấy. Bởi vậy, Nam Hoài Vương có chút lo lắng, nếu như lấy ra một số lượng vàng hoặc bạc quá lớn ở cửa hàng bạc trong dân gian, động tác quá lớn sẽ thu hút những ánh mắt ngờ vực vô căn cứ. Cho nên hắn ta cho người tìm Lương Hầu ra, đổi ngân phiếu của cửa hàng bạc quốc tư với ông ta để lấy ngân phiếu ở đỉnh Phong Hào, bởi vì Lương Hầu gia và đỉnh Phong Hào của Hồ gia có hợp tác làm ăn nên làm như vậy sẽ thần không biết quỷ không hay. Lương Hầu gia đổi lấy ngân phiếu, lại đem việc này thông báo với Hồ Hạnh Nhi, Hồ Hạnh Nhi thì cho người để ý xem đến lúc đó là ai cầm ngân phiếu của Lương Hầu gia đến đổi lại bạc. Đêm hôm đó Hồ Hạnh Nhi cũng đem việc này thông báo với Thương Mai lại nói với Mộ Dung Khanh. Mộ Dung Khanh đang lo không có cách nào tìm ra mấy tên buôn binh khí kia thì tin tức này của Hồ Hạnh Nhi quả là vô cùng có tác dụng. Mộ Dung Khanh nói với Thương Mai. Hồ Hạnh Nhi trời sinh là thương nhân nên cảm giác của nàng ta rất nhạy bén, nàng nên lui tới với nàng ta nhiều hơn nữa. Ta biết rồi. Thương Mai lấy thêm áo choàng cho hắn, hôm nay hơi lạnh, mặc nhiều thêm một chút. Không lạnh, nàng định làm gì vậy? Mộ Dung Khanh hỏi. Ta ngủ tiếp một chút, mới canh năm thôi mà, ngủ thêm một chút rồi tới phủ công chúa chuẩn bị cho màn kịch quan trọng của người. Thương Mai xoa xoa con mắt. Hơi buồn ngủ, Mộ Dung Khanh là người chăm chỉ, vào ngày 1 năm 9 sẽ phải vào chiều cho nên một tháng luôn có vài ngày phải dậy sớm như vậy. Vậy nàng ngủ thêm một chút đi, đừng chậm trễ thời gian. Mộ Dung Khanh khó được ôn nhu. Thương Mai ôm hắn một cái, thở dài nói, hối hận đã để phu quân tổng quân lập công phong hầu, cổ nhân thật không lừa ta đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 27.